Phật Pháp ứng dụng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, để chuẩn bị đi vào thời pháp thoại chiều nay, chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh thầy an tọa, kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, với những gì quý Phật tử mong mỏi bộc bạch với ban tổ chức chúng tôi, thầy ơi, sư phụ đi rồi con buồn quá. Cũng ví như là thầy ơi, hôm nay chúng con dùng cơm không được ngon vì thiếu sư phụ.
vân vân, rất nhiều câu nói mà hai khóa tu rồi ban tổ chức đón nhận ở quý vị Phật tử chúng ta rất nhiều, để chứng tỏ rằng tấm lòng của quý Phật tử gửi đến thầy của chúng ta rất là to lớn. Kính bạch thầy, hàng Phật tử chúng con qua hai khóa tu vừa rồi là khóa tu 34 và 35 tại giảng đường tu viện Tường Vân, chúng con tạm xa thầy hai kỳ tu học, vì chúng con biết rằng thầy đem chánh pháp của Đức Như Lai để ban tặng cho quý nam nữ Phật tử tại các nước châu Âu. Vì thế chúng con cũng không lấy làm buồn lắm, vì chúng con biết rằng thầy đi Phật sự, thầy đi truyền chánh pháp cho quý nam nữ Phật tử như chúng con. Và hôm nay sau hơn 2 tháng trong đời khóa tu lần thứ 36 này, chúng con rất lấy làm vui mừng vì được thầy quan lâm về giảng đường, tiếp tục truyền trao cho chúng con những thời pháp thoại như thế này sau hơn những ngày xa vắng thầy. Kính bạch thầy, giờ đây đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, đang hướng tâm về pháp tòa để đón nhận những dòng sữa pháp mà thầy sẽ ban cho chúng con chiều hôm nay. Thành kính cung thỉnh pháp thoại của thầy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, các vị hành giả khóa tu ngày an lạc, lời đầu tiên xin kính chúc các vị một ngày thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, nói thì nói cho vui vậy thôi, chứ cái gì ăn hoài nó cũng ngán đúng không? Lâu lâu ăn lần cho nó ngon. Vắng hai lần rồi cũng chưa đã đâu, phải vắng cỡ 5-6 lần rồi ăn lại nó mới đã. Thì hôm nay tôi trở về với chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị. Cái bài giảng tôi xin được chia sẻ với các vị hôm nay đó là bài giảng là 10 hạnh phổ hiền. A Di Đà Phật. Xin thưa với đại chúng, sở dĩ có bài giảng này là khi tôi giảng một buổi cuối cùng tại Đức, thì trong một cái đạo tràng đó thì có người Phật tử yêu cầu tôi là xin thầy giải thích giùm con hiểu 10 hạnh phổ hiền. Thì tôi mới trả lời rằng, tôi nói là đây là phần vấn đáp, mà 10 hạnh phổ hiền á là rất là dài, muốn giảng là cả một bài pháp thoại mà nói một cách tóm tắt thì mới có thể hết được. Còn cái này trong cái vấn đề vấn đáp thì không thể nào trả lời được điều đó với các vị. Tôi chỉ đọc cái bài sám thập chủng và bài dịch nghĩa 10 hạnh phổ hiền cho toàn thể đại chúng nghe rồi thôi. Và tôi phân tích một cách vắn tắt, nói lướt qua thôi. Và tôi hứa với các vị đó là khi về Việt Nam, trong một cái khóa tu nào đó mà thấy cần thiết, hay là nhất là những khóa tu có tính cách là chuyên môn một chút, thì tôi sẽ chia sẻ cái bài pháp thoại này. Bởi vì đây là một bài pháp thoại nó thuộc về dạng là chuyên đề Phật học, giảng về kinh, chứ không phải là gọi là giảng những cái đề tài xã hội thông thường. Nếu đề tài này không phải là phá tu thì rất là khó hiểu, rất khó cảm nhận. Và tôi cũng rất là chủ quan, tôi tin tưởng rằng đạo tràng của chúng ta là khóa tu lần thứ 36, nội công cũng bắt đầu thâm hậu rồi. Và vì vậy các vị có thể chân mình để nghe được những bài pháp thoại như thế này. Vì vậy cho nên tôi chọn cái điểm khóa tu của tu viện Tường Vân chúng ta để chia sẻ với các vị về 10 hạnh phổ hiền này. Đừng làm giật mình chứ. Xin thưa tất cả các vị, tất cả chúng ta đều biết cái danh hiệu của Bồ Tát Phổ Hiền là một trong những danh hiệu mà chúng ta hay xưng tụng. Và cái này chỉ có mặt phần lớn trong kinh điển Đại Thừa. Chúng ta vừa rồi chúng ta tụng cái bản kinh là sám hối đó. Cái phần sau khi lễ Phật rồi đó là chúng ta đọc cái văn xuôi và những cái văn vần còn lại đó. Tất cả cái đó đều được rút tỉa từ ý kinh của Hoa Nghiêm. Đó là Phổ Hiền Hạnh Nguyện phẩm thứ 40 và là phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm, được rút tỉa toàn bộ ở trong đó để trở thành những lời phát nguyện và đảnh lễ. Và trong đó phần lớn là những nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mà chúng ta vừa tụng.
Tức ở trong đó chúng ta là con nương hạnh nguyện Đức Phổ Huyền, cúng dường tất cả các Đức Phật á. À, chúng ta nên thấy rồi á, con xưa tạo những điều ác nghiệp bởi kiếp vô thủy tham sân si vân vân, thì cái đó là nương Đức Phổ Huyền để chúng ta sám hối. Và tất cả cái này đều rút tỉa từ Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta phải thấy là như vậy. Phổ Hiền là một vị Bồ Tát đại diện cho hạnh nguyện của Đức Phật. Các vị nhớ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta có hai vị Bồ Tát hộ pháp hai bên. Một bên là Ngài Văn Thù, một bên là Ngài Phổ Hiền. Và thật ra mà nói, trong kinh sách thì nói chung là đọc rồi tôi cũng nhớ hiểu một cách máng máng là có những khi nói là Ngài Phổ Hiền ở bên trái của Đức Phật, rồi có những khi Ngài Phổ Hiền ở bên phải Đức Phật, mình cũng không xác định, nói thật là như vậy. Cho nên có những khi nói bên trái mà mình không biết bên trái là mình nhìn lên hay là bên trái từ Đức Phật nhìn xuống. Cho nên có những khi tôi nếu mà căn cứ vào bên trái của Đức Phật á, bên phải của Đức Phật là hình ảnh của Đức Phổ Hiền và bên trái của Đức Phật là hình ảnh Văn Thù, thì Đức Phổ Hiền và Văn Thù của chúng ta ở đây nó lộn rồi. Mà có những khi thì nói là bên trái và bên phải là do chúng ta nhìn lên. Cho nên ở đây phải nghiên cứu kỹ lại để chúng ta xem coi là Ngài Phổ Hiền ở bên trái hay là bên phải. Nhưng cho dù ở bên trái hay là bên phải, hai vị này đều đại diện cho trí tuệ và cho hạnh nguyện của Đức Phật. Các vị biết rằng Thiện Tài Đồng Tử đã khởi điểm để mà cầu đạo với 53 vị thiện tri thức. Cái vị thiện tri thức đầu tiên đó là Bồ Tát Văn Thù, tức là khởi điểm cho sự tu hành phải lấy trí tuệ đứng đầu. Và qua quá trình học đạo với tất cả các vị thiện tri thức còn lại, trong thiện tri thức đó bao gồm Tỳ Kheo cũng có, Thanh Văn cũng có, Bồ Tát cũng có, Thương Gia cũng có, Trưởng Giả cũng có, Kỹ Nữ cũng có, Ngoại Đạo cũng có. Cái này là điều vô cùng quan trọng trong Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên các vị tu hành mà các vị không để ý chỗ này thì chúng ta sẽ rất là khó độ chúng sinh. Và vì vậy bài giảng Làm Bạn Với Ma là bài giảng tôi lấy từ ý niệm trong tư tưởng của Kinh Hoa Nghiêm mà tôi chia sẻ với tất cả các vị. Cho nên tôi nói muốn độ kỹ nữ thì phải là tú bà mới độ được họ. Muốn độ ăn cướp là phải tướng cướp mới độ được họ. Rồi tất cả những cái ngành nghề, muốn là độ những người làm đồ tể thì phải thuộc về là cái dân xếp sông của đồ tể mới độ được họ. Tôi nói cái này mà một số người không hiểu, và họ mới nói rằng là tại sao là mình ác hơn họ, làm sao độ họ được, vì họ không hiểu được cái này. Trong những dịp khác tôi chia sẻ với các vị, và ai nghe cái bài giảng Làm Bạn Với Ma một cách mà có chánh niệm sẽ hiểu được ý này. Và các vị nên nhớ rằng khi có trí tuệ đi đầu thì sau đó các vị thiện tri thức, cho dù là các vị đó là ai, là ngoại đạo hay là kỹ nữ hay là một kẻ ác hay là một kẻ trưởng giả, tất cả mọi người đó đều dưới mắt nhìn của một bậc tuệ giác hay là con người học đạo bằng Bồ Đề Tâm đều có chỗ để học. Và tất cả những người đó như là một bậc Đại Bồ Tát hay là một bậc thiện tri thức trên con đường cầu học của Thiện Tài Đồng Tử. Và cuối cùng rồi các vị nên nhớ, cái vị Bồ Tát cuối cùng mà Thiện Tài Đồng Tử đến để học đó là Bồ Tát Phổ Hiền. Có nghĩa là khi hạnh nguyện được vuông tròn rồi đó thì mới thể hiện qua hình ảnh của Ngài Phổ Hiền. Cho nên Phổ Hiền là hạnh nguyện của ba đời chư Phật. Tất cả các chư Phật muốn thành Phật phải công hạnh một cách viên mãn. Cho nên cái từ mà định nghĩa về Phật gồm là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Giác hạnh viên mãn đó để nói lên là công hạnh của một vị Bồ Tát đã vuông tròn. Cái điều này vô cùng quan trọng. Và vì vậy khi chúng ta đọc lại 10 hạnh Phổ Hiền, chúng ta sẽ thấy rằng đây không phải là một điều đơn giản. Tôi nghĩ cái bài sám này là bài sám mà tất cả các vị đều thuộc, bài sám tập chủng. Có ai không thuộc không? Ra nói lên là đã thuộc liền rồi phải không? Đệ tử chúng đẳng tùy thượng tu tập Phổ Hiền Bồ Tát thập chủng đại nguyện. Cái này là các vị thuộc từ xưa. Rồi bây giờ đọc tiếp đây. Nhất giả gì? Nhất giả lễ kính chư Phật. Cái gì? Nhị giả gì? Cái gì nữa? Tiếp tục. Yeah.
Hay quá. Đúng là chọn đạo tràng để giảng không sai. Này người ta nghe mình nói, người ta nói mèo khen mèo. Sự thật ra chúng ta học phải có một sự tiến bộ như vậy. Ở một mức độ nào cơ bản, tất cả những người Phật tử chúng ta phải nằm lòng. Và vì vậy cái điều này chúng ta có thể thuộc rất dễ, nhưng mà hiểu được điều này lại là rất là khó. Và làm được điều này thì lại càng khó hơn. Phải hiểu là nó như vậy. Cho nên ở đây một cái bài này tôi nói thật sự từ thở bé mình đã học thuộc rồi. Vào trong chùa 7, 8 tuổi, 10 tuổi là mình đã thuộc rồi. Nhưng mà để hiểu và để thực hành được điều này là nói thật sự vô cùng khó. Cho nên một cái bài này đã được dịch, mà tôi nói là rất là nhiều bài dịch về cái này khác nhau, văn vần rồi lục bát đồ đều có. Nhưng mà một bài gọn nhất mà chúng ta được đọc đó là bài là Một Nguyền Kính Lễ Như Lai á. Đây là một trong những cái bài gọi là tôi thấy là dịch tóm tắt và gọn nhất và cảm thấy rất là hay. Mười hạnh phổ hiền này có những khi dịch ra được thành câu lục bát cũng rất là hay. Mỗi cái đều có cái hay riêng. Nhưng mà riêng cái này thì tôi chỉ giới thiệu tóm tắt để chúng ta nắm được ý nghĩa của cái bài mà thập chủng này. Trong đó là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thượng chúng sinh, thập giả phổ giai hồi hướng. Thì cái bài mà tóm tắt là như vậy: Một Nguyền Kính Lễ Như Lai. Nói tới đây có thuộc chưa? Hai nguyền xưng tán công dài Thế Tôn, ba nguyền tu phước cúng dường, bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần, năm nguyền tùy hỷ công quân, sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời, bảy nguyền thỉnh Phật ở đời, tám nguyền học Phật cho rời tâm minh, chín nguyền hằng thượng chúng sinh, mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi. Làm nữa đi. Tôi rất là tâm đắc những cái bài dịch như thế này, vừa gọn vừa hay mà dễ thuộc. Để tôi tụng mười nguyện này cái rồi để cầu Bồ Tát Phổ Hiền gia hộ rồi chúng ta làm tiếp ha. Một nguyện kính lễ Như Lai, hai nguyện xưng tán công dài Thế Tôn, ba nguyện cúng dường, bốn nguyện sám hối nghiệp vương tội trần, năm nguyện tùy hỷ công quân, sáu nguyện pháp luân độ đời, bảy nguyện thỉnh Phật ở đời, tám nguyện học Phật cho ngời tâm minh, chính nguyện hằng thuận chúng sinh, mười nguyện hướng phước lành khắp nơi. Này là chúng ta xin Bồ Tát Phổ Hiền về gia hộ cho chúng ta. Các vị nhớ khi các vị đọc kinh Pháp Hoa, phẩm cuối cùng là gì? Phẩm cuối cùng là phẩm Phổ Hiền khuyến khoát. Như vậy cái công hạnh của Phổ Hiền là một công hạnh vô cùng rộng lớn, mà tất cả chư Phật và những người hành Bồ Tát hạnh đều phải trải qua và thực hiện điều này. Các vị Phật tử là những người không có khả năng về điều này nếu chưa phát tâm Bồ Đề và hành Bồ Tát Đạo.
Nhưng chúng ta cần tìm hiểu và chúng ta coi rằng trong 10 hạnh phổ hiền này, coi cái nào chúng ta có thể học và tu theo hạnh của Ngài được. Cái này là không dễ tí nào. Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng là 10 câu như vậy rất đơn giản, nhưng mà ý rất là sâu sắc và thâm trầm. Chúng ta thấy rằng cái câu đầu tiên là nhất giả lễ kính chư Phật. Một là nguyện lại tất cả các đức Phật. Cho nên chúng ta thấy là lễ Phật là một trong những cái hạnh đức vô cùng rộng lớn. Cái câu định nghĩa chúng ta thường học là gì? Lễ Phật giả kính Phật chi đức. Lễ Phật là để cung kính cái đức của đức Phật. Ở đây chúng ta thấy rằng sự lễ Phật của chúng ta là một điều mầu nhiệm và một nghi lễ, và nó thể hiện rằng cái lòng chúng ta đối với Đức Thế Tôn, đối với Đức Phật hay là các bậc thánh. Nhưng mà chúng ta đã bị người khác hiểu lầm về cái điều này rất rõ. Một vài tôn giáo khác, họ thấy chúng ta lễ Phật, họ nói rằng Đức Phật bằng xi măng, bằng gỗ, bằng đá, có ý nghĩa gì đâu mà lễ những cái cục xi măng hay là gỗ đá đó. Và họ lấy cái đó là cái đó có linh thiêng, có nghĩa lý gì đâu mà để lại, mà để cầu, để cúng. Và họ cho những cái điều đó là chúng ta là mê tín. Vì những kẻ không hiểu gì về cái hành động lễ lại và tại sao chúng ta lễ lại, cho nên người ta mới nói là như vậy. Cái sự lễ này không phải khi Đức Phật trở thành một tượng xi măng hay là tượng gỗ mới có, mà lễ lại này có từ thời nào? Từ khi Đức Phật còn tại thế, có phải không? Những người kính trọng Đức Phật muốn thể hiện bày tỏ lòng tôn kính một con người hy sinh đúng nghĩa, một con người giác ngộ mà đã đảnh lễ trước Ngài. Lúc đó đâu phải đảnh lễ để Ngài ban cái gì, mà đảnh lễ để bày tỏ cái sự kính trọng Đức Phật. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây người ta không hiểu, cho nên nói bừa, nói bậy. Vì khi chúng ta là người đến lễ Phật, chúng ta cảm thấy rằng là mỗi thời kinh trước khi chúng ta tụng kinh, chúng ta đều có tán Phật và lễ Phật, có phải không? Tán Phật là khen ngợi Đức Phật, lễ Phật là bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật. Trong chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến đó, cho đến cuối cùng là Tây Phương Cực Lạc đó, là tất cả cái đó đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng trong mười phương và thậm chí ba đời. Thậm chí một câu lễ Phật đầu tiên đã đủ rồi. Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai, thập phương chư Phật tôn Pháp Hiền Thanh Tăng Thường Trú Tam Bảo. Đảnh lễ một câu này là đủ. Thậm chí khỏi cần Ta Bà Giáo Chủ, khỏi cần Tây Phương Cực Lạc, một câu này đã đủ. Nếu chúng ta dịch ra, chúng ta cảm thấy cái gì? Chí tâm đảnh lễ Nam Mô gì? Tận Hư Không Biến Pháp Giới. Tức là cái pháp giới cùng tận của hư không, tức là kêu bằng là một cái không gian rộng lớn coi như cả pháp giới này. Hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo, tức là Tam Bảo chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng ở quá khứ, ở hiện tại, ở vị lai. Đảnh lễ cả Đức Phật quá khứ có A Di Đà không? Hiện tại có Đức Bổn Sư không? Vị lai có Đức Di Lặc không? Một câu đó là đã đủ. Ba đời mà cả mười phương thì chúng ta đã hiểu. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là khi chúng ta đi tụng kinh, chúng ta đọc từng câu mà đôi khi chúng ta không hiểu á, thì đôi khi chúng ta làm như một nghi lễ. Nhưng mà hiểu rồi chúng ta thấy rằng một cái đảnh lễ của chúng ta khủng khiếp lắm. Một cái cách lại Phật của chúng ta khủng khiếp lắm. Và về lý á, nó lại có cái này: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì nữa. Một người con đến đảnh lễ Đức Phật, năng lễ là con là người hay lễ, sở lễ là Đức Phật là người đối tượng để con đảnh lễ. Tánh không tịch, cả con và Đức Phật đều vắng lặng. Cảm ứng đạo giao nan tư nghì, cái giao cảm của đạo á, rất là khó nghĩ lường. Cho nên ở đây chúng ta đâu phải đảnh lễ như một cái người ngoại đạo, một cái kẻ mà mê tín hì hục để mà cầu nguyện, để gọi là mang cái nghĩa như cầu thần cầu thánh gì để ban tặng cái này cái kia như vậy. Cái giá trị lễ Phật vô cùng lớn, trước hết là ngưỡng mộ cái đức của Đức Phật, một người đã hy sinh vì cuộc đời, một bậc giác ngộ, một bậc thầy trong cuộc đời đúng nghĩa. Cho nên các vị thấy chánh điện chúng ta, tôi để cái câu gì ở sau lưng Đức Phật Bổn Sư? Kính lại gì? Cái này là bị phạt hết rồi.
Vậy là lễ Phật hoài mà không thấy câu này và không nhớ câu này đúng không? Kính lại Đức Thế Thế Tôn. Tới cỡ này mà nói Thế Tôn à. Phật tử tu học ở đây mà không có thấy câu đó và không nhớ câu đó là dễ bị đòn lắm không? Phải nhớ là như vậy. Cái câu tôi để sau lưng Đức Bổn Sư là gì? Kính lại Đức Thế Tôn, bậc thầy, thầy của trời người. Bắt cầu tới đây mới lót nhịp được không? Xin thưa các vị, cái câu đó tôi để các vị thấy được cái điều gì? Có phải ở đó con lại Phật để con cầu cho con mua may bán đắt không? Có phải câu lại Phật đó con cầu để Đức Phật cho tặng gì con không? Ở đây hoàn toàn kính lại Đức Thế Tôn, bậc thầy của trời người. Ngài là bậc thầy đáng kính, thầy của cả trời và người, chứ không phải của nhân loại này không. Một câu đã thể hiện hoàn toàn một kim chỉ nam, một hướng đi cho một con người đối với Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật như thế nào, rất là rõ ràng như vậy. Viết một câu mà chúng ta không có nghĩ cách khác được. Còn tất cả những gì chúng ta dành cái lòng của Đức Phật, chúng ta suy nghĩ, ước mơ, chúng ta bày tỏ nguyện trước Đức Phật là tín ngưỡng với Đức Phật. Cái đó nó không có sai. Ở đây tôi nói các vị có lại Phật, các vị cầu bất cứ điều gì nó không có sai, tôi đã từng nói rồi. Nhưng mà nó không phản ánh được cái hoài vọng hay là cái cốt lõi của việc lễ Phật mà thôi. Chúng ta tín ngưỡng với Đức Phật là việc đó, là chúng ta tin Đức Phật, chúng ta cầu Đức Phật. Điều đó nó phản ánh hết sức bình thường của giới bình dân. Nhưng mà để sâu sắc trong cái lễ Phật của chúng ta, nó cao khiết và nó sâu sắc lắm. Sau này tôi thấy một số người lấy lễ Phật làm cái pháp môn tu. Những cái dịp như là vía hay là lễ rằm gì đó, tôi thấy một số người phát nguyện lại 500 lại hay hàng ngàn lại đó, chúng ta bắt đầu lấy hành động lễ Phật làm pháp môn tu. Chúng ta lấy cái công của chúng ta đó làm cái phước báo, làm cái sự tu tập, làm cái sự mài dũa tâm hồn của chính mình. Lại Phật là một trong những cách thức để mài dũa tâm hồn rất là tốt. Lại Phật là một trong những cách nó đào luyện lòng kiên nhẫn của con người rất là cao. Lại Phật là cái cách để làm cho con người bớt đi sự ngã mạn và kiêu sa rất là quý. Các vị phải thấy ở chỗ này như vậy. Các vị thấy ngày xưa Hòa Thượng Hư Vân đã đổ đường lại qua một đoạn đường dài 2.500 cây số, và một cái bậc thầy lại mà ta gọi là Tam Bộ Nhất Bái á, ngài đã đi lại vì cái gì? Vì trả ơn của cha mẹ mà ngài thực hiện điều đó. Ngài là một người tu hành nhưng mà nghĩ đến công ơn cha mẹ. Cha mẹ đã qua đời rồi, cho nên bây giờ muốn bày tỏ cái lòng kính trọng cha mẹ, muốn lại Phật đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ. Lại từ Phổ Đà Sơn cho đến Ngũ Đài Sơn, đoạn đường đi 2.500 cây số, và phải lại qua gần 3 năm như vậy, trong trời mà tuyết lên tới ngập gối như vậy. Có những lúc ngài ngất lịm bên đường, nhưng rồi cuối cùng một năng lực siêu hình nào đó giúp ngài vượt qua được những cái giai đoạn đó để ngài đi đến mục đích cuối cùng. Ở đây có rất nhiều cái người lễ lại, nhưng mỗi người lại với một tâm niệm và một cách. Cái cách của bậc chân tu lễ lại khác, cái cách của những người mà lại tầm thường nó khác, và những bậc thượng trí khác, những người cầu danh khác, mỗi người có cách lễ lại khác nhau. Nhưng mà ở đây chúng ta nếu lại đúng, cái lại của chúng ta đem lại lợi ích rất lớn cho tự thân trên vấn đề chuyển hóa và tu tập. Chúng ta lại Phật hoàn toàn thể hiện một con người tôn kính Đức Phật. Và bên cạnh đó chúng ta đảnh lễ Đức Phật có nghĩa là chúng ta đã bỏ đi cái ngã mạn và kiêu ngạo của con người mình. Và một người lấy lại Phật hành trì, nó thể hiện cái lòng kiên nhẫn của chúng ta trong hành động đó rất là lớn. Chúng ta biết rằng lại Phật là một cách vận động cả toàn thân, và cả tâm ý của chúng ta phải đặt vào hành động đó một cách có chánh niệm. Cho nên một người lại Phật có chánh niệm, chúng ta thấy lại đẹp vô cùng. Một người lại Phật cẩu thả, một người lại Phật cầu danh thì nó hình ảnh nó không được đẹp. Các vị nhớ, một người lại Phật có chánh niệm không phải lại để mọi người chú ý ta là ai. Một người lại Phật để hết tâm ý trong từng cái tay, cái đầu, cái ý niệm, cái tất cả mọi thứ của chúng ta phải thành tâm từng lại như vậy. Và mỗi một lại đi như vậy, nó đạt được cái sự hỷ lạc trong hành động đó trong lòng chúng ta.
Một sự hỷ lạc này không phải người ta ngồi đứng xung quanh vỗ tay tán gỗ. Một lại này không phải là để cho tất cả mọi người nghĩ gì về ta về hành động đó. Nhưng mà một cái hành động như vậy lại mới diệt được cái ngã. Còn cái lại cầu danh là lại có ngã. Bởi vì cái danh có được là vì cái gì? Không ngã thì làm sao có danh? Nếu không ngã, danh nó gắn vào đâu? Chúng ta nhớ kỹ, nước muốn bám thì phải có chỗ để bám. Nếu nước rơi trên cái lá sen hay lá môn dính được không? Không. Như vậy ở đây nước phải muốn bám phải có chỗ để bám. Nếu nước rớt trên vải bám được không? Trên mốt bám được không? Như vậy trên cát bám được không? Nhưng mà nước rớt trên lá sen thì không bám được. Như vậy có danh là có ngã. Ai ham danh tự thân nó là tự ngã. Phải nói là như vậy. Cho nên không ai nói rằng người ham danh mà vô ngã bao giờ, không có chuyện bậy bạ như vậy. Cho nên vì vậy ở đây khi chúng ta tu tập, những phiền não, những kiêu ngạo, những danh thơm tiếng tốt là những cái thầm lặng trong con người chúng ta, rất là nguy hiểm, các vị nên nhớ gì. Và có những khi chúng ta cứ nghĩ rằng hành động đó chúng ta làm gì Phật Pháp, làm gì chúng sinh, nhưng chúng ta đã bị cái danh cái lợi nó làm cho chúng ta bị phiền não chi phối, mà người ta gọi là ma sự chứ không còn là Phật sự. Dễ dàng bị như cái này. Cái bài giảng tôi giảng cho các vị mà hai bài giảng liên tục đó, bài giảng gì? Ma chướng. Đây là hai bài vô cùng quan trọng cho tất cả những vị mà muốn bước trên con đường tu hành và muốn tiến xa hơn trên con đường phát Bồ Đề Tâm để tu hành Bồ Tát Đạo. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, đầu tiên chúng ta lễ mang nghĩa kính trọng Đức Phật, và từ sự kính trọng đó nó làm chúng ta tăng trưởng công đức. Các vị nhớ kỹ nha, lại Phật cũng là một trong những cách nó giúp chúng ta tăng trưởng công đức. Tôi nói thật với các vị, thở xưa tôi là người đau yếu bệnh hoạn thường xuyên nhất, nhưng mà tôi được quý hòa thượng, quý thầy chỉ cho tôi nên lại Phật, nên sám hối, nên tất cả mọi thứ. Mà các vị biết á, khi con người mình đau bệnh mình lười lắm, lại một lại không phải là dễ đâu. Mình nằm mình thở e vậy chứ còn dễ chịu, mà kiểu bản thân mà như vậy mà kêu lên lại á, nó nhức, nó đau, nó chóng mặt, thậm chí có những cái lại muốn chúi nhủi luôn. Như vậy đâu phải dễ mà chấp nhận được những cái đó. Nhưng mà các vị nên nhớ, chấp nhận một ngày đầu, hai ngày đầu, ba ngày đầu vô cùng khó. Tôi nói thật với các vị á, muốn bỏ cuộc không vô cùng khó. Đôi khi mình nghĩ mình lại cũng sẽ có công đức đó, mình tin rằng hành động của mình sẽ đem lại công đức hay là hóa giải nghiệp chướng đó. Nhưng mà các vị biết rằng nó đau khổ chưa từng có. Lại một đêm xuống rồi nằm chèo queo luôn, không? Mình mấy tay chân gì nó rã rười hết trơn rồi à, các vị thấy là như vậy. Nhưng mà lỡ nguyện rồi à, không làm tiếp không biết có chuyện gì không à. Cho nên nghĩ vậy mà gán mà làm à. Làm ngày thứ hai nó cũng vậy á, bắt đầu ngày thứ ba chịu đựng cái nữa. Mà các vị làm được, qua được chừng 7 ngày, các vị thấy mọi việc thay đổi. Nó lạ kỳ như vậy. Bình thường tại sao chúng ta lại liễu yếu đào tơ gớm vậy à, khi bệnh nó nghèo hết trơn vậy. Nhưng mà các vị tự vận động, các vị tự bản lĩnh, các vị tự vượt qua, các vị tự thành tâm, các vị làm, tự nhiên con người mình cứng cáp lên à. Nó ngộ là như vậy. Nằm gục như vậy cái nó gục luôn à. Mà chúng ta ngồi dậy, chúng ta làm được, chúng ta vượt qua, chúng ta kiềm chế, chúng ta chiến đấu với nó, cái tự nhiên con người chúng ta tự mạnh mẽ lên các vị. Sau một thời gian mà chúng ta chịu đựng cái đó rồi, con người tự nhiên chúng ta mạnh lên. Xương cốt này cũng vậy á, chứ đâu có gì đâu à, đâu phải là uống xương cọp hay gì vô đâu à, mà tự nhiên sau đó cái nó mạnh mẽ lên các vị. Tôi nói thật với các vị, tôi đã từng giảng trong các vị một bài giảng là bệnh, nỗi lo và niềm đau. Tôi có nói, tôi nói thật sự với các vị, tôi là người bị đau xương nè. Tôi đau xương từ thở nhỏ. Bác sĩ đã từng cảnh báo tôi là 40 tuổi trở lên tôi phải chịu đau nhất hàng ngày về xương cốt của mình. Bởi vì tôi là có di chứng của sốt bại liệt từ lúc 3 tuổi. Mà tôi nói thật với các vị, trong những tuổi đời trước kia, tôi nói thật, hàng tháng hai cái tay này có những lúc ít nhất là 2 đến 3 lần. Không cầm cái sâu chuỗi như vậy được đâu. Khi nó buốt lên một cái rồi, các vị biết đồng hồ cũng phải lột, tất cả mọi thứ lột. Lột mà chúng ta muốn không lẽ muốn gứt cái cánh tay này liền luôn á. À, tức là khi mà nó nhức buốt như vậy á, cái tay bấm là vậy không được các vị. Không có bấm cái tay vậy được, đừng có nói là cầm bất cứ cái gì. Chỉ để sụi như vậy thôi, cứ nó cứ sụi như thế.
Và tôi nghĩ rằng nếu như thế thì chừng 39, 40 tuổi trở lên chắc là tôi trở thành ông già 7, 80 quá. Tôi cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà tôi không ngờ lạ kỳ là từ năm 37 tuổi trở lên, và bắt đầu tới 38 tuổi, cái đó tự nhiên nó thưa dần. Tôi không hiểu, nếu so với những gì bác sĩ cảnh báo như một sự nghịch lý. Ngày xưa thì càng đau nhất, nhưng mà đúng ra sau này tôi lớn lên rồi tôi sẽ đau nhất nhiều hơn chứ. Nhưng mà trái lại, nói thật với các vị, bây giờ thỉnh thoảng 6 tháng tôi mới bị một lần. Và nhất là sau cái bài giảng mà bệnh nỗi lo và niềm đau á, mọi người nghe nói vậy cứ gửi về cho tôi glucosamine á, là thuốc bổ xương á, hộp to to thế này. Tức là họ nghĩ cho tôi bổ xương nặng mà làm tôi đi đấu võ đài thì đó, không biết. Mà thật tình với các vị, tôi xin lỗi với mọi người gửi thuốc cho tôi. Từ hồi gửi cho tới giờ, dường như tôi cho tất cả thiên hạ cả thùng thùng như vậy, tôi chưa có uống một viên nha các vị. Nhưng mà không biết sao tới giờ tôi 6 tháng tôi mới thỉnh thoảng mới bị nhức một lần. Các vị có mừng cho tôi không? Điều này không tưởng tượng, không? Cho nên ở đây khi chúng ta nói thật sự, có những điều chúng ta không giải thích được bằng những cái đơn giản. Tôi nói thật sự, số phận tôi chấp nhận như vậy, tôi nghĩ đó là sự thật, nghiệp chướng đời mình, mình gánh vác, mình chấp nhận, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà sự thật, khi mọi người gửi thuốc tôi đâu uống. Tôi cho hết tất cả mọi người uống, từ xưa tới giờ, ai cũng vậy, trường hạ, trường gì tôi cho hết, thầy nào đó nhất cho hết mọi người. Tôi nghĩ rằng á, tôi đã chấp nhận quen rồi, bây giờ chấp nhận nữa nó cũng vậy thôi, cũng chả sao, cho nên tôi không uống. Nhưng mà đúng là nó thật sự á, con người của mình đôi khi liều mạng nó cũng có cái hay của nó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, lễ Phật nó tạo mình một sức kiên nhẫn. Các vị nào đã từng đảnh lễ Phật rồi, các vị thấy rằng khi chúng ta lễ Phật giống như mình đang điêu luyện cho mình một cái phương pháp tu, và điêu luyện cho con người mình một bản lĩnh, một sự kiên nhẫn để chấp nhận với những cái gì đó. Ở đây sám hối tôi không dám lại hết 108 lại, tôi chỉ lại có 30 lại thôi. Bởi vì thứ nhất là chúng ta không có không gian rộng để chúng ta lại. Thứ hai nữa, tôi thấy rất là nhiều người có tuổi tác và bị xương khớp nhiều, cho nên tôi sợ các vị lại rồi các vị ngồi ở đó luôn, tôi không có chỗ chứa. Thành ra thôi tôi cho lại 30 lại thôi, để các vị còn về nhà nữa chứ. Xin thưa các vị như vậy. Nhưng nếu ai có điều kiện khi tu tập rồi, chúng ta mới nhận ra được cái pháp của mình đang tu. Có tu hành, có thực hiện cái pháp môn đó rồi, mình mới nhận ra được cái pháp mình đang tu. Cái này mình không cần quảng bá giới thiệu gì hết á, nhưng mà mình tự hành trì cái tự nhiên mình cảm nhận được điều đó. Và sau đó mỗi một lần mình lễ Phật, nó xuất hiện cái hỷ lạc, chứ không có cái lười biếng như ban đầu. Nên nhớ là như vậy. Ban đầu lại Phật ngán các vị, nhưng mà sau đó rồi chúng ta không lại Phật, chúng ta mới cảm thấy chúng ta buồn á. Chúng ta không lại Phật, chúng ta mới thấy mình buồn buồn một cái gì đó, mình thiếu thiếu cái gì đó. Rồi mình sau một thời lại Phật, mình thấy mình hỷ lạc, mình thấy mình xong một cái gì, rồi mình thấy mình vượt qua được những cái lười biếng, những cái không có tinh tấn của mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Bên cạnh đó, lại Phật trong lời Đức Phật dạy gọi là lại Phật là để diệt cái bản ngã của mình. Các vị nào nghe tôi giảng về Pháp Bảo Đàn Kinh, lúc Ngài Pháp Đạt đến cầu Pháp với Tổ Huệ Năng mà trình bày về vấn đề là tụng 3.000 biến kinh Pháp qua mà lại sao không ngộ đó. Thì lúc đó trước khi trình bày, Ngài Pháp Đạt mới đảnh lễ Tổ. Mà khi đảnh lễ cái đầu không đụng đất, không đụng đất, Tổ mới nói rằng cái hành động lễ đó gọi là ngã mạng lễ. Tổ ở như vậy. Cho nên đó, trong đó mới có bài kệ là lại vốn diệt cờ ngã, đầu lại không sát đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước vô lượng. Bốn câu kệ nó là như vậy. Như vậy thì ở đây đầu lại không sát đất là thể hiện một trong những cái thiếu quay nghi về đảnh lễ. Đảnh lễ, nếu đảnh lễ cho đúng là phải ngũ thể đầu địa, tức là dần trán, hai cùi cỏ tay và đầu gối phải đụng đất. Cho nên có người tôi thấy, nhất là lễ Quan Âm Bồ Tát, họ lễ giống như là, nói thật sự nói hơi kỳ, giống như gà mổ phải không? Tôi nói thật tình là như vậy. Họ chỉ lại một cái thì tôi lại vậy nè, họ chỉ lại một cái họ để tay về cái họ vậy nè, giống không?
giống y chang đó đúng không? Tôi nói tôi để ý rất nhiều mà tôi không dám nói. Tôi nói tôi sợ người ta tự ái. Nhưng mà tôi thấy rất rõ vậy đó. Họ cứ lại cái đầu tiên cái họ để tay xuống vậy cái là họ mổ tới. Thành ra tôi nói sao vậy, giống gà mổ thiệt đó. Cho nên cái đó nó là có hai việc. Thứ nhất là có thể do họ không biết cách lễ mà chưa ai hướng dẫn. Có thể là như vậy. Có thể là do người ta không hiểu cái cách lễ mà một vị thầy, một vị nào đó chưa hướng dẫn người ta lại làm sao cho đúng. Thứ hai là đôi khi cơ thể của họ không cho phép họ có thể lại đụng đầu. Bây giờ nói thật sự tôi xin lỗi, có những người mà nếu mà bụng họ to quá sao họ đụng đầu nổi. Có thể không? Có những người cái cơ thể họ béo to quá cho nên là nói chung là lại mà tới mà nửa vậy là cố gắng dữ lắm rồi đó. Nếu mà mổ mà đụng sát đất là nó tét làm hai luôn á. Sự thật với các vị. Cho nên ở đây có những người mình phải hiểu là tại cơ thể họ không cho phép. Tức là có những người biết lại nhưng mà cơ thể không cho phép cho nên không lại được. Thì cái đó không có tội. Nhớ là như vậy. Thứ hai nữa là do người ta không biết cách lễ thì người ta cũng không có tội. Nhưng mà để gọi là lại như vậy đem công đức thì cũng không thể gọi là có công đức. Nhưng mà để gọi là kết tội thì nó không có. Trừ ra biết cách lễ mà mình khinh mạng lễ. Cái đó nó giống như vậy nè. Mình không muốn lễ mà ép mình lễ cho nên lại lấy lệ. Thì cái đó gọi là ngã mạng lễ. Như vậy ở đây nó thể hiện cái gì? Lại mà thành kính đối với Đức Phật hay là các bậc Thánh Tăng hay là các bậc Bồ Tát, lại mà thành kính. Tại sao có công đức? Lại nó xuất phát từ công đức là bằng lòng thành kính của mình nó tỏa ra công đức. Mình thể hiện bằng cả một lòng mình trân trọng một cái vị mà đáng kính như vậy, nó làm mình tăng lên công đức. Có nghĩa là mình đã diệt bớt đi ngã mạn kiêu ngạo và vượt qua được những cái gì vướng mắc của chính mình. Cho nên nó sanh công đức từ những cái hành động lễ, nó là như vậy. Cho nên các vị phải để ý rất rõ những cái mà các vị xem như là các vị từng làm, các vị quen, các vị thấy như vậy, nhưng không hẳn là chúng ta hiểu hết được tất cả vấn đề. Cho nên mai này tôi muốn nói với các vị, khi lại Phật đã lại rồi thì làm sao lại phải xứng đáng cho một lại. Còn nếu chúng ta bị khớp, chúng ta bị bệnh, cơ thể không cho phép thì chúng ta có thể xá hoặc là như thế nào tùy chúng ta. Ở đây tôi không ép. Nhưng mà nếu chúng ta ở chỗ là chúng ta cố gắng được thì chúng ta cố gắng. Nhưng mà nếu chúng ta vượt qua được những ví dụ với cơ thể chúng ta không cho phép ban đầu, như một người bằng sức tinh tấn, bằng nguyện lực, đôi khi chúng ta lại vượt qua những cái chướng ngại đó, sau này trở thành bình thường. Tôi nói thật sự trong việc tu tập có những điều khó lý giải, nhưng trên căn bản nhất bằng kinh nghiệm của tôi cảm thấy bằng sức tinh tấn, bằng nghị lực quyết liệt, chúng ta có thể vượt qua tất cả những thử thách, những giới hạn của bản thân mình. Và tôi nghĩ rằng ai cũng như vậy. Các vị nhớ kỹ cái nguyện mà của Đức Phật trước khi Ngài thành đạo, Ngài nguyện cái gì? Tôi biết các vị biết cái này rất nhiều đúng không? Nếu mà không thành đạo thì nguyện ngồi dưới cội bồ đề này, cho dù có nát thân cũng không rời khỏi cội bồ đề. Mà cho chính cái nguyện đó vậy mà đem đến cái sự tinh tấn không mệt mỏi, và cuối cùng Ngài đạt được quả vị giác ngộ cuối cùng. Cho nên tinh tấn là một sức mạnh, là một chất liệu vô cùng quan trọng với đời sống tu học của chúng ta. Một chất liệu này nó mới có thể giúp chúng ta đạt được mục đích. Cho nên sức tinh tấn là một trong những cái dường như trong các pháp môn tu trong Phật giáo, dường như không có cái nào không có tinh tấn. Ngũ căn ngũ lực có tinh tấn không? Tính tấn niệm định huệ. Tính gọi gì nữa? Tấn. Tấn là tinh tấn đó. Bát chánh đạo là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh gì? Chánh gì? Chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, phải không? Như vậy thì tất cả những cái nào cũng có tinh tấn ở trong trọng. Tinh tấn là một chất liệu không thể không có trong các pháp môn tu. Đó là một sự nỗ lực không ngừng của tự thân mỗi hành giả chúng ta. Vì vậy cho nên nhất giả lễ kính chư Phật, ở đây trong Kinh Hoa Nghiêm diễn tả lại là Ngài Phổ Hiền nguyện rằng con lại mười phương ba đời tất cả chư Phật
Con kính cúng dường hết tất cả chư Phật bằng cả bản thân con, bằng cả thân tâm này, bằng cả muôn đời này, bằng cả bao nhiêu đời Đức Phật có mặt trên cuộc đời. Cái hành động của Ngài Phổ Hiền để thấy rằng nỗ lực không ngừng và diệt cái ngã tận gốc bằng hành động kính lễ tất cả các chư Phật. Cho dù trong kinh diễn tả rằng Bồ Tát Phổ Hiền là một trong những vị cổ Phật đã thành Phật rồi, nguyện làm Bồ Tát để hộ niệm cho tất cả những hành giả trên con đường tu tập và để hộ trì tất cả các đức Phật hành đạo trên cuộc đời này. Chúng ta phải thấy là như vậy. Qua nguyện thứ hai, nhất giả lễ kính chư Phật là gì nữa? Nhị giả xưng tán Như Lai. Xưng tán là khen ngợi. Thứ hai là khen ngợi tất cả. Như Lai là cũng chỉ cho Đức Phật, những người đã thành Phật rồi đều gọi là Như Lai. Đức Bổn Sư chúng ta thường gọi là gì? Phật Tổ, Phật Tổ Như Lai. Đức Phật A Di Đà vẫn gọi là A Di Đà Như Lai. Dược Sư gọi là Dược Sư Như Lai. Nhưng mà Di Lặc có Di Lặc Như Lai không? Tại sao? Tại chưa thành Phật. Hiểu không? Những cái này các vị phải tự tìm hiểu. Tại sao dùng từ như vậy và tại sao như vậy? Khi chúng ta đưa ra cái hình ảnh là ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, thì tại sao Đức Phật nào cũng gọi vị Như Lai được, nhưng mà tại sao tới Đức Phật tương lai là Đức Di Lặc chúng ta không gọi là Như Lai? Bởi vì Ngài là nhất sanh bổ xứ, Ngài sẽ thành Phật trong một kiếp tương lai, cho nên chưa thành Phật thì không thể gọi là Như Lai. Như vậy là Di Lai, đây là cái từ để dùng cho những vị đã giác ngộ rồi, đã chứng đắc rồi. Như vậy thì bây giờ xưng tán là khen tặng, là khen ngợi các đức Như Lai. Ở đây chúng ta có bài tán Phật đó. Các bài tán Phật là những bài khen ngợi Phật, đều lấy cái từ cái hạnh Phổ Hiền mà ra để làm một nghi lễ hết á. Các vị thấy không? Tức là những bài tán Phật này chúng ta thấy rằng dung nhan Phật tốt lạ lùng, hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương. Hay là cái bài tán Phật là đấng pháp dương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài, vân vân. Tất cả những cái này là bài khen ngợi Phật, bài tỏ lòng tôn kính Phật, khen ngợi công hạnh của Đức Phật. Và chính cái khen ngợi đó chúng ta phát lòng lên tùy hỷ, khen ngợi và cái hỷ tâm chúng ta có. Chúng ta phải khen bằng cả lòng thành thì chúng ta mới có phước báo, thấy không? Chúng ta khen ai bằng cả lòng thành chúng ta mới được công đức tùy hỷ. Chúng ta khen ai bằng cả lòng thành chúng ta mới diệt được đố kỵ. Chúng ta khen ai bằng cả lòng thành mới diệt đi được cái sự cố chấp. Phải hiểu là như vậy. Còn chúng ta khen mà lấy lệ, cái đó đó không có ý nghĩa. Trong cuộc đời này có những khi chúng ta khen lấy lệ, đúng không? Không khen kỳ nhưng mà gán khen đó, nhưng mà lòng không có cảm nhận là như vậy. Mình thấy cái gì đó đẹp quá hen, nói vậy nhưng mà lòng đâu có chấp nhận đâu. Thậm chí chúng ta nói vậy mà nói móc nữa, đẹp quá hen có nghĩa là xấu quá đó bà. Nó có nghĩa là có những khi chúng ta nói vậy đó, tức là mình khen người ta như vậy nhưng mà lòng mình nói như vậy đó, mà người ta không biết. Người ta không biết, cho nên cái khen đó nó xuất phát từ sự ái ố tất cả mọi thứ của chúng ta. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên khi chúng ta khen tặng Đức Phật, khen tặng Như Lai, là những cái cách khen tặng làm sao nó khen tặng, nó tăng công đức và nó bỏ được đi cái tánh đố kỵ. Đâu có ai khen Phật mà bằng lòng ganh tị đâu, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng lòng ganh tị chúng ta không bao giờ có được đối với vấn đề mà khen ngợi, xưng tán Đức Phật về điều đó. Và các vị thấy rằng là xưng tán này trong kinh Di Đà chúng ta đọc, trong sáu phương chúng ta đều thấy gì? Di Đà trong tất cả sáu phương đều có gì? Tướng lưỡi rộng dài là trường thiệt, tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn nhữ đẳng chúng sinh, đương tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật. Các bạn thấy không? Tướng lưỡi động dài che khắp cả 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sinh ngươi nên tin kinh này, là một bản kinh mà được chư Phật tán thán khen ngợi. Chúng ta cảm thấy là như vậy. Như vậy thì ở đây xưng tán là một trong những cái bày tỏ cái sự kính trọng và dẹp đi cái lòng đố kỵ. Chúng ta tu hành cũng như vậy, xưng tán Đức Phật là để làm sao? Con nguyện cho con cố gắng làm được những gì theo lời Phật dạy. Phải thấy là như vậy.
chúng ta ngưỡng mộ ai mà chúng ta ngưỡng mộ thành tâm, chúng ta có ganh tị không? Và chúng ta ngưỡng mộ ai, chúng ta ngưỡng mộ thành tâm thì chúng ta rất muốn mình hay là người thân của mình được như vậy, có phải vậy không? Như vậy thì sao vậy? Khi chúng ta ngưỡng mộ bằng cả lòng thành thì chúng ta lại muốn đưa con người của mình có thể là đạt được cái mục đích đó, cũng gần giống như vậy. Cho nên khi chúng ta xưng tán với Đức Phật là để chúng ta nghĩ rằng con nguyện một ngày nào đó trong kiếp này hay là nhiều kiếp về sau, con cũng sẽ làm được những điều như Đức Phật làm, con cũng sẽ thành tựu như được như những điều Đức Phật đã thành tựu. Xưng tán là để khích lệ lòng của mình cố gắng phát tâm để hơn nữa. Cái sự xưng tán đó nó trở thành những cái lời kinh cho nó sắp tấn ở trong đầu của mình, nó vang vọng ở mình. Đức Phật có tướng tốt vậy, Đức Phật công hạnh vậy, mình khen ngợi Đức Phật như vậy, đồng nghĩa với mình làm sao mình làm được như vậy. Và nhờ vậy xưng tán Đức Phật là một trong những cái cách để khích lệ mình mà để tinh tấn, để cố mà tu hành. Đó là cái ý nghĩa thứ hai, nhị giả xưng tán Như Lai. Cái phần thứ ba đó là tam giả quảng tu cúng dường, tức là thứ ba là nguyện rộng tu cái bằng cái pháp cúng dường. Cái cúng dường này là một trong những cái mà chúng ta từng ứng dụng mà chúng ta cũng từng hiểu sai nhiều nhất trong tất cả các việc. Tôi nói thật với các vị, khi nói đến chữ cúng dường là chúng ta cứ nghĩ đem tất cả những tiền bạc và điều kiện chúng ta có được chúng ta dâng tặng cúng dường. Đó cũng là một trong những cái cúng dường đó. Tôi không phủ nhận cái điều đó không có phước. Nhưng nếu cúng dường bằng cách đó mà bằng cách là không có sự tu tập hay là cúng dường mà chưa hiểu sâu thì đôi khi chúng ta hay gây oan trái bằng những hành động cúng dường của chúng ta. Và người cúng dường càng nhiều thì càng kiêu ngạo, càng ngã mạn, càng chỉ trích và càng tự hào. Tất cả những điều đấy không khéo nó dẫn đến những cái đó. Thì thay vì cúng dường để đem đến phước báo, nhưng mà không khéo cái cúng dường nó đem đến những cái mà nghiệp chướng cho chúng ta. Rồi chúng ta nói sao chúng tôi cúng dường nhiều mà lại không có phước báo, hay là không có được lợi ích, không có được an lạc. Về việc cúng dường này các vị đã quá hiểu, và tôi cũng đã giảng dạy cho các vị rất là nhiều bài về cúng dường, ý nghĩa bố thí cúng dường, là rồi công đức cúng dường, vân vân gì đó. Tất cả những cái này tôi đã phân tích các vị rất nhiều rồi. Nhưng mà tôi muốn nói các vị hiểu trong cái việc cúng dường này, trong lời kinh mà Ngài Phổ Hiền, Ngài phát nguyện, không phải là cúng dường bình thường như chúng ta như vậy đâu. Chúng ta phải hiểu cái cách cúng dường là một sự ban tặng, cái điều này tôi không phủ nhận. Tất cả các vị Bồ Tát muốn thành Phật đều phải có pháp cúng dường này. Và cái cúng dường mà tối ưu nhất, cao thượng nhất trong các vị Bồ Tát đó là cúng dường Ba La Mật. Trong sáu pháp Ba La Mật gồm có gì? Một là gì? Bố thí. Hai, trì giới. Ba, nhẫn nhục. Bốn, tinh tấn. Năm, thiền định. Sáu, trí tuệ. Cái Ba La Mật đầu tiên là bố thí Ba La Mật. Cái hành động bố thí Ba La Mật này, các vị về xem lại cái bài giảng lục độ Ba La Mật thì các vị sẽ hiểu. Tôi không muốn dẫn dài dòng về cái chuyện này, nhưng tôi muốn nói một điều là hành động cúng dường Ba La Mật là một trong những hành động mà cúng dường cao quý nhất. Và hành động đó không phải mong cho mình được phước báo hữu lậu nhân thiên. Một hành động ban tặng cúng dường không mang cái nghĩa để mai này ai nhớ ơn, hay là hành động ban tặng cúng dường không phải để kiếp sau tôi được cái gì từ những hành động này. Cho nên ở đây quảng tu cúng dường là một trong những hạnh nguyện của những vị Bồ Tát mà Ngài Phổ Hiền đã tự phát nguyện. Cho nên ở đây chúng ta thấy cúng dường trong cái đó Ngài dạy làm sao? Ngài dạy là chịu đựng hết khổ đau của chúng sinh để cúng dường, nhiếp hóa tất cả chúng sinh để cúng dường, ban tặng hết tất cả mọi điều cho chúng sinh để cúng dường, vì không xa rời tâm Bồ Đề mà cúng dường, vì muốn cầu Phật đạo mà cúng dường. Tất cả cái cúng dường ở trong đây theo hạnh Ngài Phổ Hiền là không phải cúng dường là để bưng từng chén cơm manh áo để ban tặng. Cái hành động đó đơn giản, hành động đó là hành động bước đầu của cái người tập sự ban tặng bố thí cúng dường để cầu phước. Trong cuộc đời này hành động ban tặng là một trong những hành động đem lại phước báo cho chúng ta. Tôi không phủ nhận ha. Chúng ta ban tặng cho người nghèo khổ, chúng ta cúng dường cho Phật Pháp, chúng ta chia sẻ với những người đói rách áo ôm,
vân vân, tất cả mọi cái thứ đó đều đem lại phước báo cho chúng ta. Nó sẽ đem đến cho chúng ta có cái ăn cái mặc từ một đến nhiều đời từ những hành động đó. Và cúng dường là một trong những cái để làm cho con người chúng ta xả đi bớt ích kỷ của con người mình. Nhưng chỉ chừng ấy chưa có phải gọi là thật sự cúng dường đúng nghĩa như các vị Bồ Tát dạy, mà nhất là cái lời của Ngài Phổ Hiền. Trong đó thâm trầm nhất là chịu khổ đau của tất cả chúng sinh để cúng dường. Cái này vô cùng quan trọng. Sự thật ra cúng dường bằng cách gì? Không phải cúng dường là đem dâng cho Đức Phật, mà tất cả những hành động chúng ta làm lợi lạc cho cuộc đời, lấy hành động đó để cúng dường. Cái này vô cùng quan trọng. Đôi khi chúng ta đâu phải là đem dâng cúng lên bàn Phật mới là cúng dường Đức Phật đâu. Cho nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm đã dẫn cho chúng ta đến một cái ý nghĩa của một câu là bố thí chúng sinh là cúng dường chư Phật. Cái câu này quan trọng lắm, các vị phải thấy như vậy. Bố thí chúng sinh là cúng dường chư Phật. Ở đây là chúng ta thấy gì? Làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, cái đó gọi là cúng dường. Một người tự khuyên người ta cúng dường cho mình đi để được nhiều phước báo, chưa phải đúng nghĩa của cúng dường. Tôi nói thật với các vị, nếu là mình một nhà tu cứ là buộc mọi người phải cúng dường để có phước báo từ những cái đó, mà bằng chính chúng ta nói, cái đó chưa phản ánh được hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Hạnh nguyện Ngài Phổ Hiền không phải bắt người ta cung phụng cho mình, mà hạnh nguyện Ngài Phổ Hiền cúng dường của Đức Phật là bản thân mình phải cung phụng và phụng sự chúng sinh. Đó là cúng dường thiết thực. Và vì vậy một nhà tu không phải là để thiên hạ cung phụng cho mình, mà mình phải làm gì được cho chúng sinh. Đây là điều mà chúng ta nên suy nghĩ. Tôi đã chia sẻ với cái này trong các bài giảng, mà nhất là trong các bài giảng khuyên khoát tâm Bồ Đề, tôi đã nói rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái sự cúng dường đó nó mới thể hiện được công hạnh của một con người làm lợi ích lớn cho cuộc đời, mà người ta gọi đó là một trong những hạnh nguyện vô cùng quan trọng của các vị Bồ Tát. Như vậy cúng dường ở đây là không mang cái nghĩa để gọi là xúi người ta làm cái gì đó. Ai làm được cái gì cứ làm. Tôi nói thật với các vị, đúng nghĩa trong cuộc đời, cái việc đó chúng sinh tự phải biết nên làm gì, vì cái làm đó là lợi ích cho họ. Còn bản thân chúng ta, nếu không vì sự giác ngộ, không vì sự cứu độ của một ai, thì dứt phát từ cửa miệng này không bao giờ nói một lời để người ta phải cúng dường cho chúng ta. Đức Phật là người chứng minh về điều đó. Ngày xưa khi Đức Phật độ một người giác ngộ, người ta cúng dường Đức Phật. Trong Đông Phương không chỉ trích Đức Phật, nói là Ngài cũng có tay có chân như vậy đó, Ngài không đi làm đi cày cấy đi ăn như mọi người, tối ngày đi ăn bát đi xin vậy à. Đức Phật mới nói là ta cũng đang đi cày cấy vậy. Đức Phật mới nói tinh tấn là lưỡi cài, rồi gì đó là trí tuệ, chánh niệm. Đức Phật đem lục độ của Ba La Mật ra, Đức Phật nói. Sau khi rồi Đức Phật giảng pháp, ông nông dân ông giác ngộ được, ông đem cúng dường Đức Phật, Đức Phật chối từ. Đức Phật nói một câu rằng ta không nhận của cúng dường do nói mà được, và Đức Phật đi. Các vị thấy cái điều đó để chứng minh điều gì? Ở đây tất cả những người chúng ta trong cái quá trình làm đạo phải để ý chỗ này rất rõ. Chúng ta không gợi ý để cho người ta làm những điều đó, nhất là việc mà để gọi là bỏ tiền của ra cho chúng ta, là dứt phát một người tu hành không nói bóng nói gió và gợi ý với bất cứ lý do nào để người khác phải làm điều đó. Sai với hạnh nguyện của Phổ Hiền và sai với hạnh nguyện của chư Phật. Tất cả chúng ta đều phải vì một lòng, là vì cái sự giác ngộ, hay là vì hạnh nguyện của chư Phật, hay là vì chúng sinh, vì Phật Pháp, vì cái gì, thì chúng ta xét lại tự đáy lòng mình, chúng ta cứ làm. Còn nếu là cái nào nó sai với cái điều đó thì phải để ý lại. Nên nhớ là như vậy. Và Ngài Phổ Hiền lại khuyến khích rằng là trong tất cả các cách cúng dường Pháp là hơn cả. Đây là điều vô cùng quan trọng. Và Ngài mới nói rằng nếu đem giáo Pháp này mà được giác ngộ cho chúng sinh thì lại công đức càng vô lượng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những cái cách giải thích của Ngài, như Kinh Kim Cang tôi đã từng nói với các vị như vậy. Đức Phật dạy tu Bồ Đề đem bảy thứ báo đầy trong cả cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, mà bố thí cúng dường cũng không có phước bằng một cái người thuộc bốn câu kệ của Kinh Kim Cang, và đồng thời đem cái sự giác ngộ đó để giáo hóa tất cả mọi người. Cái đó công đức còn vô lượng hơn cái này nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đức Phật không khuyên chúng sinh bố thí cúng dường cho Ngài, mà Đức Phật khuyên những người tu, những người phát tâm Bồ Đề, những người làm việc Phật sự nên dấn thân để làm những cái đó, gọi là cái cách cúng dường tốt nhất.
Và vì vậy tận tụy với công việc, tận tụy với chúng sinh, làm việc lợi ích cho cuộc đời, cái này một tu sĩ nên làm. Những người thọ Bồ Tát giới nên cố gắng mà làm. Không ai ở đây có khả năng được như Ngài Phổ Hiền cả. Tất cả chúng ta là những phàm phu trên con đường tu tập. Những điều Đức Phật dạy, những điều Bồ Tát dạy, chúng ta nên nhận ý của Phật, của Bồ Tát để lòng. Coi cân nhắc của chúng ta làm được điều gì trong cuộc đời, bằng khả năng thì cứ cố gắng mà tinh tấn làm. Đời này làm chưa trọn, nhiều đời khác tiếp tục làm nữa. Trong 10 hạnh phổ hiền sẽ có một cái đoạn để chia sẻ với các vị về điều đó. Như vậy thì ở đây trong cái lời dạy là quản tu cúng dường là cái cách mà tu bằng cái cách đó đó các vị. Chứ không phải là kêu vô cúng dường, có nghĩa là kêu cái đem lại đây á, nhiều nhiều đi cho tôi hưởng. Tất cả những cái đó nó không mang cái ý đó. Mà tôi thấy rằng đọc hết trong cái đoạn kinh này, trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài Phổ Hiền dạy với thiện tài đồng tử bằng những cái lời như vậy. Toàn là bảo chúng ta phải làm gì đó, phụng sự chúng sinh, phụng sự cúng dường chư Phật gì đó, bằng những cái cách mà bản thân chúng ta phải nỗ lực không nè, phải nỗ lực không như vậy. Cho nên cái cúng dường ở đây là vì sự giác ngộ, vì Phật quả vô thượng bồ đề, chứ không phải vì cầu phước báo đời này đời sau để chúng ta thọ hưởng. Nếu đúng nghĩa trong cái việc như vậy, cho nên Bồ Tát khi làm việc bố thí cúng dường, Bồ Tát làm bằng hạnh nguyện ba la mật, nên nhớ là như vậy. Ba la mật để làm chi? Làm không phải là mai này tôi được cái gì. À, cho nên bài kinh sám hối nãy các vị đọc, các vị có thấy gì không? Nay con phát tâm chẳng cầu phước báo ở cõi thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa, chỉ nguyện cầu tối thượng thừa mới phát bồ đề. Con phát tâm là phát vì cái đó, chứ không phải phát tâm vì chén cơm manh áo mai này, không phải vì phước báo hữu lậu nhân thiên mai này. Tất cả những cái này như vậy, những cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát là khó nói. Cho nên điều này tôi ít nói với các vị. Bởi vì sao vậy? Tôi nghĩ rằng có những người chưa có khả năng và làm được như vậy và cảm nhận được điều này, cho nên nói đôi khi các vị cứ ngơ. Và chính vì chỗ đó nó không được lợi lạc. Cho nên xưa nay nó thật với các vị, nói chuyện lòng vòng chơi cho vui. Còn kinh pháp nói chung ít khi nào. Một vài khi tôi chắc lọc lắm tôi sẽ nói với các vị, lâu lâu liều mạng bài kinh cho nó vui, để nó thay đổi cái không khí. Chứ thật sự tôi rất là nhát để nói ra những cái điều này. Thứ nhất, tôi cũng không cảm nhận hết được những ý tưởng của Phật dạy cao siêu trong này. Thứ hai là biết rằng khả năng của chúng ta khó tiếp nhận những điều này, nên nhớ là như vậy. Điều tiếp theo nữa là gì? Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Cái này chúng ta biết rằng cái này là một trong những cái mà Phật tử thông dụng từng làm, và tôi cũng lấy cái này làm trong khóa tu của chúng ta. Tại sao khóa tu nào tôi cũng khuyên các vị đọc bài sám hối? Đó là một lời nhắc nhở cho chúng ta. Trong lời kinh đó nó nhắc nhở cho chúng ta, mỗi lần chúng ta đọc bài kinh sám hối, đọc những lời dạy trong kinh sám hối, tự thân con người chúng ta biết kiểm thảo lại mình, biết nhìn nhận lại chính mình. Và điều này, cái cách này để giúp chúng ta giải bớt đi những ràng buộc, chướng duyên, phiền não trong cuộc đời. Chúng ta phải biết là như vậy. Trên đường tu nó vô số những chướng duyên. Vừa rồi có một cái anh đó cư sĩ, ảnh cũng đi chùa tụng kinh thỉnh thoảng, ảnh có gia đình. Ảnh gặp tôi ngồi phía trước, anh là anh tâm sự. Ảnh nói thưa thầy, bữa nay con gặp thầy, con hỏi thầy một việc. Mà con là quy y chùa này, con không biết là do con tu tập có phải là do nghiệp chướng mà ma thử con hay không. Cái tôi hỏi chuyện gì? Nói thầy, sao từ hồi lúc sau này con tu hành rồi, con thưa thật với thầy là cái gọi là tình ái á, tất cả những người phụ nữ dường như giờ tự nhiên sao mà họ lại đến với con nhiều vậy, có phải là thử thách ma chướng không? Không lẽ tôi nói bó tay chấm cơm với ông chứ. Ảnh nói khác, tôi nói khác, tôi chỉ lặp lại bằng một cái cách cho các vị hiểu thôi. Còn ảnh nói một cái cách đầy đủ chi tiết hơn nhiều. Tôi nói anh là ma luôn rồi, ma não thử ông nữa. Các vị hiểu cái câu nói này không? Chúng ta chưa đủ khả năng để ma thử đâu. Chúng ta là những người sống trong trần lao phiền não, dính liền với tất cả những nghiệp chướng của cuộc đời. Chưa có ai đủ khả năng để gọi là ma thử cả. Chúng ta đang sống trong vòng của ma thì thử để làm cái gì? Tôi nói anh đừng có nghĩ ma nó thử.
cố gắng mà khắc phục để bảo vệ cái gia đình kìa, đừng có nghĩ mấy cái chuyện đó. Anh chưa đủ sức để nó thử đâu, tôi nói như vậy đó. Chúng ta sống trong nó mà hô nó thử. Cho nên tôi nói với các vị, khi người gọi là ma chướng và ma thử, cái người đó nỗ lực tinh tấn vượt qua một mức độ nào, có thể rằng người đó có khả năng vượt ra khỏi dòng ma trói cột mới có thể là gọi là bị thử thách. Còn tất cả chúng ta do vụng về trong cái việc ứng xử, do chúng ta nhiều nghiệp chướng trần lao phiền não, chúng ta bị sống trong nó chi phối, chứ đừng nói là ma thử chúng ta. Chưa ai đủ khả năng để gọi là ma thử. Vì vậy cho nên có những chướng duyên do chúng ta hiểu biết kém cỏi, do khả năng ứng xử vụng về, do cái gì đó nó tự làm khổ chúng ta, hoặc là nó tự làm ngăn trở chúng ta, đừng cho những điều đó gọi là ma chướng. Đừng vội sớm quá, một vài tháng ăn chay hay là một vài tháng tu hành, chưa có cái gì để gọi là ma thử với chúng ta cả. Cái đó chẳng qua là nghiệp chướng trần lao chúng ta nhiều quá, nó lôi kéo mà không đủ bản lĩnh để chúng ta đứng lên hay vượt qua. Vì vậy đừng có nghĩ những cái hiện tượng đó gọi là ma. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi mới nói rằng vừa rồi cái câu chuyện đó nó làm tôi suy nghĩ. Tôi suy nghĩ là một số người sẽ hiểu lầm. Trong quá trình tu hành của mình đôi khi mình hiểu lầm là ma thử hay là gọi là ma chướng. Sự thật ra chưa đến lúc để là như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta sám hối nghiệp chướng là thừa nhận những sai lầm, những chướng duyên gặp phải trong cuộc đời là do con người ta yếu đuối. Con người chúng ta nhiều phiền não, con người chúng ta nhiều trần lao. Cho nên khi muốn tu tập, những cái này nó ràng buộc chúng ta mà khó vượt qua. Vì vậy tứ giả sám hối nghiệp chướng là điều thứ tư, là xin sám hối tất cả những nghiệp chướng của mình. Tức là mình nhận ra được rằng là mình là một người phàm tục, còn nhiều ràng buộc, còn nhiều chướng duyên, còn nhiều thử thách, còn nhiều cản trở, cho nên muốn tu hành vô cùng khó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đây chuyện tu chúng ta thấy rằng đơn giản chứ không phải đơn giản đâu. Các vị đi đây một ngày, đừng thấy đi có một ngày là đơn giản. Để có một ngày đây chúng ta phải vượt qua được rất nhiều khó khăn, chúng ta mới có thể đi được như vậy. Bên cạnh đó chúng ta còn phải vượt qua những sự tác động của những kẻ tiêu cực, những kẻ không có tu tập. Chúng ta còn phải vượt qua được những cái đó nữa. Những khi chúng ta có tinh tấn nhưng mà gặp những kẻ tiêu cực nó đẩy lùi, chúng ta lui luôn, có phải không? Nhiều khi mình cũng muốn đi đó, cái nữa thôi trời hôm nay lúc ngày bắt đầu vào đông mà lạnh lạnh, ngủ thêm miếng cho sướng, đi thấy cũng cực quá, vân vân. Cái câu này nghe im hơn là câu là nên đến chùa tu đi bà, đúng không? Câu kêu ngủ nó im hơn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Những cái đó là những cái nó làm cho chúng ta sao? Con người chúng ta bản chất nó vốn là yếu đuối, bản chất nó vốn là chiều chuộng bản thân. Cho nên chính vì chỗ đó, cái khó của chúng ta chưa gọi là cái gì khó trong vấn đề gọi là thử thách cả. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi mà sám hối nghiệp chướng có nghĩa là nhận được ra rằng con còn nhiều dở tệ, con còn nhiều cái nghiệp chướng ràng buộc, cho nên con phải cầu lực Phật gia hộ cho con để đủ sức tinh tấn để vượt qua. Cho nên cái sám hối là nó làm cho chúng ta tăng thêm sức tinh tấn, sám hối để giúp cho chúng ta nhận thức nghiệp chướng và bào mòn đi nghiệp chướng của chúng ta. Trên con đường tu tập là phải để ý những điều này rất rõ. Còn không khéo chúng ta bị lờ mờ trong tất cả các cái này. Cho nên chúng ta đọc một bài sám hối, chúng ta đọc một bài kệ, một bài kinh gì đó, mỗi câu đều nhắc nhở và khích lệ cho chúng ta. Nó khích lệ cho chúng ta có sự nỗ lực tinh tấn và có niềm tin vào trong con đường tu học, tin vào Tam Bảo. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đọc một bài sám hối, nó thể hiện con người chúng ta là phải chọn cho mình một hướng đi. Phải chọn cho mình một hướng đi. Ai trên cuộc đời này cũng có sai lầm hết á. Sai lầm vô ý và sai lầm cố ý. Cái sai lầm vô ý là do phiền não nhiều quá cho nên nó sinh ra những sai lầm. Nó là như vậy. Còn sai lầm cố ý là chúng ta quá chiều chuộng bản thân, biết nó sai mà vẫn làm. Cái này nó là như vậy. Tùy mỗi con người chúng ta tự nhận thức mà cố gắng vượt qua được bao nhiêu thì giúp mình được an lạc bấy nhiêu, gỡ được bao nhiêu trần lao phiền não thì hay bấy nhiêu. Chứ nói thật sự một đời này tu để giác ngộ khó lắm. Một đời này tu để vãng sanh thì tương đối dễ hơn. Cái đó nó nằm trong tầm tay của những người chuyên tu tịnh độ, những người mong ước về tịnh độ.
Còn nói để một đời này giác ngộ niết bàn trên cuộc đời này khó vô cùng. Nhưng mà tôi đã nhắc nhở các vị rồi nha, những người nào mà thọ Bồ Tát giới là người đó không được quyền nguyện giảng sanh Tây Phương nha. Ở đây có ai thọ Bồ Tát giới không? Đưa tay lên đây. Một người, hai người, còn ai nữa không? Cô có nguyện giảng sanh Tây Phương không? Có. Thọ Bồ Tát giới là không được quyền trốn chạy về Tây Phương Cực Lạc nghe chưa. Ai thọ Bồ Tát giới mà nguyện giảng sanh Tây Phương là sai. Nghịch lý của người thọ Bồ Tát giới. Phải hiểu cái ý này nha. Tôi nói rồi các vị về tự ngầm hiểu lại. Nếu đã thọ Bồ Tát giới thì không có nguyện giảng sanh Tây Phương. Tại vì người á, thọ Bồ Tát giới là nguyện vào cuộc đời trần lao phiền não để tu, để độ đời, để làm lợi ích cho chúng sinh. Dầu có bỏ thân mạng con cũng vẫn ở lại cuộc đời này. Nó là như vậy. Còn người nguyện giảng sanh Tây Phương thì khác. Người nguyện giảng sanh Tây Phương là gì? Con thấy con còn yếu đuối giữa cuộc đời này quá, con độ nó không xong, nó độ con mất tiêu rồi. Cái ý người tu tịnh độ là vậy. Cho nên tất cả mọi người con sợ lắm, con không dám độ họ. Cho nên bây giờ con nguyện giảng sanh Tây Phương, về chợn con tu hành. Khi mà con đủ khả năng rồi đó, con bất thối chuyển rồi đó, con mới quay về cuộc đời để mà con độ chúng sinh. Cái này nó mới ăn nghĩa tịnh độ. Còn người thọ Bồ Tát giới là không có ý niệm này. Người Bồ Tát giới là không sợ ai cả, mình độ họ thôi chứ họ không có độ mình. Hãy hiểu là như vậy. Cho người thọ Bồ Tát giới là không có nguyện giảng sanh Tây Phương. Nói thật ra là như vậy. Cho nên ở đây nói mang cái nghĩa như một học thuyết để phân tích cho các vị hiểu. Còn cái việc đó tùy. Nhiều khi thọ Bồ Tát giới nhưng mà yếu yếu, thôi đừng ra gió. Mặc dầu thọ nhưng mà còn nhiều trần lao phiền não quá, thôi thì cũng gắng tạm lánh về tịnh độ đi. Luyện thời gian nữa đi. Rồi có sức rồi hãy ra gió. Tôi muốn nói là các vị như vậy. Cho nên ở đây những vị mà muốn độ cuộc đời, các vị biết trong cuộc đời này có hai hạnh Bồ Tát. Một Bồ Tát gọi là hạnh nguyện để vào đời độ chúng sinh, vào có một Bồ Tát là lưu hoặc để ở lại đời để độ chúng sinh. Thì ở đây nếu mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta lưu hoặc để tái sinh trong cuộc đời này, để hòa mình với chúng sinh để độ, thì cái dạng này là nguyện lực rất là tuyệt vời. Tức là lưu hoặc để duy trì đời sống tái sinh trong trần thế. Các vị phải hiểu là như vậy. Còn có những Bồ Tát nguyện lực có nghĩa là đã chứng đắc rồi, như Bồ Tát Quan Thế Âm, như Bồ Tát Địa Tạng hay là vân vân. Tất cả những Bồ Tát này có đủ sức, đủ bản lĩnh để đi vào đời, cho dù trăm ngàn kiếp trong cuộc đời này cũng không thối chuyển, không lay động. Cái này là quá tuyệt vời. Chúng ta chưa có khả năng đó thì ở một mức độ nào đó, thậm chí nếu mà chúng ta còn được cỡ lưu hoặc tái sanh trong cuộc đời để độ chúng sinh thì chúng ta cũng quá giỏi rồi. Nhưng mà cái này là phải liệu cơm gắp mắm. Nói thì nói như vậy thôi, đừng liều mạng nghe. Đừng liều mạng rồi chúng ta nguy hiểm. Rồi mai mốt ở xuống mà chỗ nào đó ngồi rồi nói ngày xưa tôi nghe nói vậy tôi ham quá, ai ngờ xuống đây ngồi lửa đốt nóng quá, không? Có đâu nguy hiểm không? Nguy hiểm. Cái tôi nói ẩn ý nhẹ nhẹ thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tứ giả sám hối nghiệp chướng là như vậy. Tức là làm sao cho chúng ta bớt đi nghiệp chướng trần lao phiền não. Hay lắm tất cả những cái điều này. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu là hiểu, nhưng mà thực hành nó còn một khoảng cách rất là xa. Bởi vì đây là lời dạy của các vị Bồ Tát, dạy cho những người phát tâm Bồ Đề, như những bậc là đại thiện tri thức, như thiện tài đồng tử vậy đó. Ngũ giả gì? Tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức. Ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ tùy hỷ công đức. Không phải tùy hỷ công đức có nghĩa là người ta lại người ta cúng dường hả? Tới cúng dường sao nó tùy hỷ công đức, có nghĩa là muốn bỏ nhiều bỏ. Nó không phải là như vậy. Đôi khi có những khi chúng ta để thùng phước xương, chúng ta để là tùy hỷ công đức, có nghĩa là muốn cúng nhiều cúng. Xin thưa các vị, cái tùy hỷ công đức của hạnh phổ hiền không phải là như vậy. Tức là tùy hỷ công đức là tất cả những công đức của mười phương ba đời chư Phật, hay là tất cả những người phát tâm Bồ Đề tu hành, con đều tùy hỷ hết tất cả mọi người như vậy. Tức là cung kính ngưỡng mộ tùy hỷ với tất cả những công đức mà của mười phương chư Phật đã làm, cái lợi ích lớn cho cuộc đời, cái niềm hoan hỷ này con sung sướng vô cùng. Đó không phải như tâm niệm của phàm phu mà ganh tị, mà đố kỵ, thấy người ta làm việc tốt mình không có khả năng làm mình ganh tị.
Có những người ví dụ người ta đi cúng chùa, người ta có tiền người ta cúng 1 triệu, mình không có tiền mình cúng chừng 200, cái tự nhiên mình tự ái chảnh làm như giàu lắm nhỉ, đúng không? Tức là chúng ta cúng ít hơn cái chúng ta có cái gì tự ái, cái này nó không mang cái nghĩa đó. Cái người là làm lợi lạc cho cuộc đời người ta cũng không mang cái nghĩa đó. Và ở đây cái tâm tùy hỷ nó làm cho chúng ta mất đi cái lòng ganh tị đố kỵ, và nó làm cho chúng ta cố gắng mà phát triển hạnh lành. Phải là như vậy. Thông thường chúng ta ít bao giờ muốn sự thành công của người khác. Con người chúng ta ganh tị đố kỵ ở trong lòng như vậy. Chúng ta ganh tị cho nên lúc nào chúng ta cũng muốn mình hơn họ, họ hơn mình chúng ta trù, chúng muốn cho họ thế này thế kia. Rồi họ hơn mình cứ dạch kẻ, dạch mọi thứ xấu xa của họ để mình bươi, mình móc, mình chỉ trích. Tất cả những cái đó, đó là cái thói của phàm phu. Đầy lòng ganh tị đố kỵ không đem lại lợi ích cho mình. Mà những người với tâm nhỏ nhen như vậy cũng không thể làm việc lớn trên cuộc đời được. Nên nhớ là như vậy. Ai có tâm đố kỵ, tôi đố người đã trở thành cái người làm việc lớn lợi ích cho chúng sinh được. Bởi vì nếu người muốn làm lợi ích cho chúng sinh, không phải xuất phát bằng lòng đố kỵ hay là ganh tị, mà người phải xuất phát bằng tâm tùy hỷ, có đầy đủ cái tâm lượng bao dung, rồi lúc đó mới làm lợi ích cho cuộc đời. Bởi vì ở đây chúng ta muốn làm lợi ích là chúng ta muốn người khác tốt hơn mình. Mà cái lòng đố kỵ có nghĩa là ai tốt hơn mình không muốn thì làm sao làm lợi ích cho chúng sinh tốt được. Cho nên ở đây cái người có lòng tùy hỷ là cái người đó phải có tâm rộng lớn mới làm cái lòng tùy hỷ được. Và người này cảm thấy rằng ai hơn mình vẫn an vui, ai hơn mình vẫn thanh nhàn, ai hơn mình vẫn cảm thấy không khó chịu. Mà mình vẫn nghĩ rằng nếu mình cố gắng được như vậy thì tuyệt vời, và người đó làm như vậy thì lợi ích cho chúng sinh rất lớn. Chúng ta phát khởi tâm tùy hỷ bằng cách đó. Để chi vậy? Để diệt cái tâm đố kỵ, diệt cái tâm mà nhỏ nhen, ích kỷ của chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng tùy hỷ là để mở rộng tâm. Mở rộng tâm chúng ta mới tùy hỷ được chứ. Còn chúng ta không mở rộng tâm, chúng ta làm lợi ích cho người ta rồi mai này người ta lợi ích thật sự, rồi người ta tốt thật sự, rồi cái mình ghét. Ví dụ bây giờ mình nói bằng cách là nói dối, nói là như vậy. Mình thấy người ta nghèo hơn mình, ước gì mai này anh cũng có của ăn, có để, có cuộc sống an lành. Hay là mình bây giờ mình đem cho người ta mình nói như vậy, cái mai này người ta có an lành thật sự, và thậm chí ta an lành hơn mình nữa, cái mình ghét. Nó hồi đó cũng nhờ tôi giúp nó đó, mà giờ nó cà chớn. Thế cái đó có phải là chúng ta làm an lành bằng cái cách dối không? Không phải thật, vì mình thấy họ thua mình, cho nên mình chưa bày tỏ lòng ích kỷ của mình lộ ra, chưa bày tỏ lòng đố kỵ lộ ra. Như vậy chưa phải thật lòng là tùy hỷ về cái việc làm, giống như Bồ Tát dạy. Tùy hỷ có nghĩa là tôi nguyện tất cả mọi người đều hạnh phúc, an lành, tất cả mọi người đều tốt đẹp, mà bản thân tôi có như thế nào tôi vẫn chấp nhận. Cái đó mới gọi là tùy hỷ của hạnh phổ hiền. Chắc gì phải đấy là như vậy. Cái tùy hỷ ở đó nó mang cái nghĩa tu tập để xả bỏ, xả kỹ, xả bỏ tâm đố kỵ, ganh tị hẹp hòi. Và vì vậy một lời nói ra mà muốn người khác tốt đẹp, nó xuất phát từ lòng từ bi, từ bồ đề tâm, hay là nói bằng một cách hơi dối trá hay là đạo đức giả, nó lại khác. Khi người ta chưa hơn mình chưa lộ ra những cái cá tính đó. Tới khi mình giúp người ta mà người ta hơn mình có lộ hay không, là lúc đó mới thấy rằng mình có thật tâm hay là mình là tâm dối trá. Và người tu hành lúc đó nhận ra ngay liền, mình giúp ai mà họ hơn mình rồi, tự nhiên mình thấy mình có cái gì khó chịu, ghét hờn hờn á, hay là chúng ta không muốn chơi với họ nữa đó, hay là mình bắt đầu mình tiêm chuyện, mình biếm nhẹ họ đó, có cái đó phải nhận ngay. Tại sao lòng tôi từng giúp đỡ họ, yêu thương họ, từng muốn họ tốt đẹp lên, mà bây giờ họ tốt đẹp tôi lại có tâm này? Phải kiểm soát ngay, và kiểm soát biết rằng là ngày xưa tôi làm cái đó không phải bằng thật tâm, bằng cái cầu danh, là vì tôi làm để muốn người đó cảm thấy tôi vĩ đại hơn, và lúc đó vì tôi vĩ đại hơn cho nên tôi mới làm. Vì vậy nó chưa xuất phát từ những cái chỗ mà để phá trừ đi những cái đố kỵ, ích kỷ, hẹp hòi của con người chúng ta. Và vì vậy người tu thấy khi tâm mình nó lộ diện ra như vậy, phải phát hiện ngay, là phải cho rằng đó là tâm xấu, đó là tâm nghịch với con đường tu tập, nghịch với bồ đề tâm của một người nguyện trên con đường tu học. Phải hiểu ngay là như vậy. Cho nên ở đây là ngũ giả tùy hỷ công đức. Cái ý nghĩa tùy hỷ công đức là như vậy, chứ không phải tùy hỷ công đức là muốn cho bao nhiêu cho gọi là tùy hỷ công đức. Chúng ta đôi khi
chúng ta nhận ra những cái từ mà đôi khi của những cái lời dạy của các bậc Bồ Tát mà không khéo á, chúng ta làm giảm đi cái giá trị của câu nói đó. Lục giả gì? Lục giả thỉnh chuyển pháp luân là thỉnh Phật thuyết pháp độ đời, cái nghĩa đó. Như vậy thì ở đây các vị nhớ, ngày xưa khi Đức Phật giác ngộ, cái ý niệm đầu tiên của Đức Phật là gì? Là nhập niết bàn, có phải không? Như vậy trong cuộc đời này mà nếu có một vị Phật mà vị Phật đó nhập niết bàn thì giống như là thế giới này có một mặt trời mà nó lại rơi rụng vậy đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Cái ý niệm trong kinh miêu tả rằng Đức Phật lúc đó muốn nhập niết bàn không phải là ngài nản lòng, hay là không phải là ngài lười biếng, hay là không phải là ngài ích kỷ cho cái kết quả giác ngộ của ngài, mà ngài nhìn thấy rằng những giáo pháp của ngài thậm thâm vi diệu như thế này mà những chúng sinh phàm phu như thế này làm sao có khả năng tiếp nhận những giáo pháp đó. Cho nên ý tưởng của Đức Phật muốn nhập niết bàn là như vậy. Và trong kinh viên diễn tả là chư thiên ba lần thưa tỉnh và xin Phật hãy ở lại đời chuyển pháp luân, và chư thiên xin ngài hãy mở bài phương tiện để độ chúng sinh. Và lúc đó Đức Phật mới nhìn thấy những cọng sen trong nước, có những cọng sen còn nằm trong nước, có những cọng sen ngôi lên mặt nước, có những cọng sen ra khỏi mặt nước. Ngài mới nhìn thấy, ngài mới nghĩ rằng căn cơ của chúng sinh nó cũng đa dạng như vậy. Bắt đầu ngài mới nghĩ rằng giáo pháp thì thậm thâm vi diệu, nhưng hãy dùng phương tiện để độ đời. Đây là một trong những điều quan trọng. Khi đã dùng giáo pháp phương tiện thì tất cả những gì Đức Phật dạy cho đời sống gia đình, hôn nhân, tất cả mọi thứ đạo đức của người cư sĩ, kinh tế, hiếu thảo, tất cả mọi thứ đều là những nền tảng đạo đức, và đó là giáo lý phương tiện. Phải thấy là như vậy. Cho nên những gì tôi chia sẻ với các vị, tình yêu, hôn nhân, gia đình, kinh tế, nuôi con, dạy con, tất cả mọi thứ, đó là giáo lý phương tiện. Cho nên có những người nghĩ rằng một thầy tu đừng nên nói cái đó. Một người nói như vậy có nghĩa là không nghiên cứu về cả một quá trình lịch sử của Đức Phật. Và nói như vậy, nói rất là tùy tiện trong việc phát ngôn, mà tôi đã nói với các vị trong một cái bài giảng hãy đưa đạo vào đời, tôi có nói rồi, tôi không cần thiết phải lặp lại. Cho nên những cái cách thức đó là phương tiện để đưa Phật Pháp vào đời, để cho chúng sinh bắt đầu từ lần tiến lên đạo quả, tự nhiên đưa giáo pháp niết bàn, ai có thể tiếp nhận được. Vì vậy cho nên kinh U Bà Tát có dạy một câu: Bồ Tát tri dụng thanh văn duyên giác bồ đề để giáo hóa chúng sinh, chúng sinh bất thọ tác dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thì danh lợi tha. Đó là nghĩa chỗ này. Bồ Tát dùng các phương pháp thanh văn Bồ Tát để giáo hóa cho tất cả mọi người. Mọi người không tiếp nhận được thì hãy lấy cái vui của trần tục, cái vui của cuộc đời, cái vui của cõi trời mà độ cho chúng sinh. Cái đó gọi là hạnh lợi tha. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một người làm việc giảng dạy giáo pháp hay là đưa giáo pháp vào đời là điều vô cùng quan trọng. Phải có sự tinh tế, nhạy bén trong những cái trường hợp này, tùy nghi mà để đưa Phật Pháp vào đời, để dẫn dắt chúng sinh đến với đạo. Chứ mở miệng ra là A-di-đà Phật, mở miệng ra là Niết Bàn, mở miệng ra là Cực Lạc, chưa chắc cái đó là đúng Pháp. Nên nhớ như vậy, một cái giáo pháp của Đức Phật đưa ra như đúng mà không đúng đối tượng trở thành quỷ bán chánh pháp. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây có những người cố mà tu, tu rồi bị người khác chỉ trích, rồi tu rồi người khác phá đám, rồi chúng ta mới cương lên. Chúng ta thấy mình làm đúng mà họ làm sai, rồi để cho họ mỉa mai Phật Pháp là vậy, mỉa mai tu hành là vậy. Cái này vô tình mình đưa họ vào địa ngục thì mình cũng có tội. Cho nên những khi mà mình thấy rằng mình tu mà nó phá đám mình, mà mình không chuyển hóa nó được, thì hãy làm sao làm cho nó bớt đi cái phá đám đó. Thậm chí mình có thể bỏ tu bên ngoài, đừng làm hình tướng, để cho nó bớt lòng sân, bớt lòng đố kỵ, bớt cái nói bậy. Cái này vô cùng quan trọng. Chứ còn mình cương lên để cho nó chửi, nó quỷ bán chánh pháp, thì mình cũng có tội đồng như họ, tại vì mình tạo cái cớ cho họ nói bậy. Phải hiểu đi ý này rất là rõ. Cho nên giáo pháp mà ứng dụng không khéo, đôi khi chúng ta nghĩ là Phật Pháp trở thành tà pháp hết, và làm cho chúng sinh rơi vào trong sai lầm tội lỗi từ những cái mà của chúng ta không có hiểu đến nơi tới chốn, chúng ta bị cố chấp mà ra. Cho nên ở đây khi cái từ mà thỉnh Phật chuyển pháp luân thì chúng ta phải thấy rằng Đức Phật khi mà đi giáo hóa cuộc đời, bắt đầu Đức Phật đưa ra giáo lý phương tiện. Đọc chương kinh Pháp Hoa chúng ta cũng thấy cái ý này, không? Cái này tới khi nào
tụng kinh Pháp Hoa thì chúng ta chia sẻ sâu hơn. Thất giả thỉnh Phật trụ thế, bảy là thỉnh Phật ở đời. Thì ở đây nói thật với các vị, có một Đức Phật xuất thế trong cuộc đời là cái điều hy hữu, chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên Đức Phật nhập Niết Bàn là một thiệt thòi lớn cho tất cả chúng ta, những người tu theo con đường Phật dạy. Chắc chắn rằng ai ở gần Đức Phật sẽ có được sự ảnh hưởng rất lớn từ sự giác ngộ, giáo hóa và tâm đức của Đức Phật. Cho nên trong bát nạn á, nó có cái là cái nạn tai của chúng ta là Phật tiền Phật hậu. Tức là một là sanh ra trước Phật, hai là sanh ra sau Phật. Hai cái này là một trong những nạn, có nghĩa là thiếu phước quá, chúng ta mới rơi vào trong trường hợp này. Xin thưa với tất cả các vị, Đức Phật chúng ta có thể sống lại một kiếp và hơn một kiếp nữa vẫn được. Có nghĩa là Đức Phật có thể sống tới 100, 200 tuổi và có thể kéo dài lâu hơn nữa, Đức Phật vẫn làm được điều đó. Bởi vì Đức Phật đã từng dạy trong kinh, một người đạt được tứ nghi ý túc, có khả năng thực tập nhuần nhuyễn chứng đắc, vân vân, Đức Phật dạy trong đó, người này có thể kéo dài tuổi thọ từ một kiếp đến hơn một kiếp. Như vậy Đức Phật có khả năng này không? Đức Phật thừa khả năng này. Nhưng mà các vị biết, ngày xưa khi Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn, A Nan không có thỉnh Đức Phật trụ thế, và trở thành một trong những cái tội mà trong cuộc kết tập kinh điển đầu tiên, Ngài Ca Diếp đã kết tội Ngài A Nan. Trong các cái tội mà kết tội Ngài A Nan, có cái tội là A Nan không thỉnh Phật trụ thế. Và A Nan mới trả lời rằng, không phải lúc đó tôi không thỉnh Phật trụ thế, mà bị ác ma nó ám tôi, cho nên tôi không nhớ để thỉnh Phật trụ thế. A Nan trả lời là như vậy. Lúc đó Thánh Ca Diếp chủ trì cho cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất có nêu các cái điều. Cái điều thứ nhất là tại sao mà A Nan không hỏi với Đức Phật cái điều nào nên bỏ và điều nào nên lấy trong giới luật, tức là những phần tiểu tiết. Thì A Nan mới nói rằng, lúc đó tôi thấy Đức Phật mệt quá rồi, Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi, tôi không muốn chen vô để làm cho Đức Phật phải phiền phải mệt nữa, cho nên tôi không có hỏi. Cho nên riêng về tội tôi không có tội, nhưng mà nếu cho tôi tội thôi tôi sám hối. A Nan nói như vậy. Rồi điều thứ hai mới kết tội là, tại sao lúc đó đó ác ma đã thỉnh Phật nhập Niết Bàn và Đức Phật đã tuyên bố nhập Niết Bàn mà ba lần A Nan lại không thỉnh Phật trụ thế? A Nan lúc đó lại nói là tại ma nó ám tôi, cho nên là tôi không nhớ để thỉnh Phật là trụ thế, cho nên để Đức Phật nhập Niết Bàn ở tuổi 80. Đúng ra Đức Phật còn có thể sống một kiếp hơn một kiếp, mà việc đó không riêng Đức Phật, tất cả những người đạt được tới như ý túc, nhuần nhuyễn tu tập, thanh tịnh, tất cả mọi thứ, các bậc thánh đều có khả năng này. Nhưng mà vì không muốn trụ thế hơn nữa thì các ngài nhập Niết Bàn. Đây là điều mà Đức Phật đã dạy trong các kinh, chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên ở đây là thỉnh Phật ở đời, có nghĩa là mong rằng Đức Phật lúc nào cũng còn sống trên cuộc đời này. Đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Nhưng một ước mơ ý nữa là làm sao? Làm sao cho Phật Pháp cửu trụ tại ta bà là Phật Pháp thân? Thì cái điều này là của chúng ta, chứ không phải là của Đức Phật sanh thân nữa. Nên nhớ là như vậy. Đức Phật Pháp thân lúc nào cũng có mãi trong cuộc đời này. Về mặt Pháp thân, Đức Phật không sanh và không diệt. Đức Phật không có mặt bằng cái đản sanh tại Dường Lâm Tỳ Ni, và không có nhập Niết Bàn tại Kusinaga, tức là tại Kauthina. Tất cả những cái đó là Đức Phật sanh thân. Thân thì có sanh thì phải có tử, có diệt, có hoại. Và vì vậy Phật Pháp thân là mãi mãi. Như vậy thỉnh Phật ở đời là làm sao cho Phật Pháp cửu trụ tại ta bà còn mãi ở thế gian. Đó là thỉnh Phật ở đời. Phải thấy cái này quan trọng. Vậy thì ở đây nhiệm vụ này của ai? Nhiệm vụ này của tôi, phải không? Hay của các vị? Của tất cả chúng ta. Phải thấy là như vậy. Tất cả bốn chúng đệ tử của Đức Phật đều có nhiệm vụ để thỉnh Phật trụ đời lâu dài. Như vậy Đức Phật có mặt lâu dài trên cuộc đời này hay không, tùy cái con người của chúng ta, tùy sự tu tập của chúng ta, tùy sự truyền bá chánh pháp của chúng ta. Như vậy thì nếu chúng ta còn tu tập tốt, còn những đạo tràng tu học như thế này, còn những người Phật tử có đạo đức, còn những hàng tu sĩ gương mẫu, thì Phật còn trụ thế. Còn ngày nào không còn cái này và cái này cũng không, thì lúc đó Đức Phật nhập diệt rồi, có phải không? Như vậy Đức Phật là hiện thân trong mỗi hành động của chúng ta.
đứng về mặt mà siêu phàm là Đức Phật là hiện thân cho mỗi hành động của chúng ta. Sự tu hành của chúng ta lúc nào cũng có Phật hiện hữu và gia trì. Cho nên các vị thấy các vị tụng kinh Pháp Hoa, các vị tụng các bài thần chú, ở trong đó đều nói có chư Phật, chư Bồ Tát luôn hộ niệm tất cả các vị. Người tu tịnh độ thì có cả mười phương chư Phật hộ niệm cho người đó, đến lúc lâm chung được chư Phật mười phương tiếp dẫn, vân vân. Như vậy Đức Phật không có vắng bóng trong cuộc đời. Mà nếu chúng ta không có tu tập, chúng ta không có đạo đức, chúng ta không có phát triển đạo pháp, thì chúng ta làm cho Đức Phật không còn có mặt trên cuộc đời. Cái này tôi nói cho một cái bài giảng rất quan trọng, là bài giảng Phật Pháp tại thế gian, và bài giảng thứ hai là vai trò tăng bảo ngày nay. Đây là hai bài vô cùng quan trọng, để mang cái ý nghĩa là thỉnh Phật ở đời. Bây giờ nói tắt tắt cho các vị nghĩ không? Thấy nhúc nhích hết rồi không? Mấy rồi? 8 gì? Bát giả thường tùy Phật học. Bát giả thường tùy Phật học, làm con nguyện theo Đức Phật học suốt đời này và nhiều đời sau. Thì cái này, cái lời dạy này trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng có một câu mà chúng ta cần phải để ý. Ngài Phổ Hiền dạy ở trong đó là: từ vô lượng kiếp dùng da này làm giấy, chẻ xương này làm viết, và chích máu này làm mực, để ghi chép, để theo học Đức Phật từ kiếp này đến kiếp khác mà con không nản lòng. Đây là cái lời mà gọi là thường tùy Phật học, nó mang cái nghĩa như vậy. Tức là thường theo Phật để học, đời này đến đời khác, muôn đời này con học Phật. Cho nên có những người tu theo Phật, các vị thấy không tin chắc mình có khả năng giác ngộ, cho nên phần lớn các vị nguyện sao? Con nguyện đời đời sanh ra đều gặp được Phật Pháp, đều sanh trong gia đình Phật Pháp. Cái này các vị thấy Ngài Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa, các vị thấy không? Sanh vào trong gia đình ngoại đạo, cho nên không có duyên gặp được Phật Pháp. Muốn đi gặp được Phật Pháp vô cùng khó, cho nên buồn mà trách mình là không được sanh trong ngôi nhà của Phật Pháp, không có duyên với Phật Pháp. Cho nên các vị Bồ Tát mà đời đời nguyện sanh ra đều có duyên gặp được Phật Pháp là cái may mắn của chúng ta. Tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời này gặp được Phật Pháp, tôi nói với các vị từ rất lâu, là điều may mắn cho tất cả các vị. Ở đây tôi không phải là tôi là người đạo Phật, tôi tu theo Phật mà tôi nói những câu này. Tôi nói thật với các vị, qua quá trình học tu và nghiên cứu, mình mới cảm thấy rằng hạnh phúc biết bao. Mình tu có thể đạt được hay không, hay là đạt được bao nhiêu, tùy cái nhân duyên nghiệp chướng của mình. Nhưng ít nhất mình học được Phật Pháp để mình nhận được chân lý trong cuộc đời. Lời Đức Phật dạy là một chân lý. Đức Phật không có ung đúc cho chúng ta trở thành một niềm tin để huyền thoại. Cái này phải nhớ như vậy. Hãy xem lại một bài giảng tôi giảng tại Đạo Tràng Đức Vân ở tại Paris. Đó là bài giảng là đạo Phật có mê tín không, thì các vị sẽ hiểu thêm về điều này. Hay là một bài giảng tôi giảng tại Úc là đâu là chân lý, thì các vị cũng hiểu. Như vậy may mắn nhất trong cuộc đời chúng ta, chúng ta được học Phật Pháp, chúng ta là Phật tử, chúng ta có duyên gần gũi Phật Pháp. Còn cái khả năng tu mọi người tùy các vị, tùy hoàn cảnh, tùy khả năng, tùy sức lực, tùy tâm nguyện của mọi người. Nhưng ít nhất học được Phật Pháp để nhận ra được những điều chân lý cái đã. Và nhờ học và tu và nhận ra được điều đó, chúng ta mới ít nhiều gì nhận được cái nỗi khổ thực trong cuộc đời, mà giải quyết các cái phiền não mà theo nhận thức Phật Pháp của chúng ta. Còn bằng không, thật sự chúng ta chứa đầy phiền não mà không bao giờ chúng ta biết. Đến với Đức Phật bằng niềm tin không giúp chúng ta giải thoát, các vị nên nhớ vậy. Và cái bài giảng tôi giảng vừa rồi mà các vị có biết đó, bài giảng Phật và Thần, tôi có phân tích ở trong đó để các vị hiểu. Đừng biến Đức Phật trở thành một vị thần. Hãy để cho Đức Phật đúng nghĩa của chính bản thân Ngài. Và học tới Đức Phật phải học đúng nghĩa, chúng ta mới hết khổ. Còn bằng không, chúng ta tu hoài không hết khổ là do chúng ta nhận thức tu học chưa đúng. Cái này phải hiểu lại rất là lâu. Cho nên các vị Bồ Tát nguyện lóc da này làm giấy, chẻ xương này làm viết, chích máu này làm mực, mà để ghi chép học tu theo Phật từ một kiếp đến nhiều kiếp, vô lượng kiếp, còn chưa thỏa mãn. Cho nên ở đó là bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Học đến khi nào trở thành Phật chúng con mới hài lòng.
Cho nên ở đây là như vậy. Cho nên là cái câu thường tùy Phật học là cái câu đó của những hạnh nguyện của Bồ Tát mà nguyện, chứ không phải bình thường đâu. Ngày xưa khác giảng đường chúng ta hay để câu là thường tùy Phật học lắm, tức là con nguyện suốt đời này đến vĩnh kiếp về sau con mãi mãi có duyên với Phật để con học tu theo Phật. Cửu giả hằng thuận chúng sinh. Cái câu hằng thuận chúng sinh là chúng ta phải hiểu. Tôi phân tích cho các vị hiểu luôn, nói thì nói cho nó tới. Hằng thuận chúng sinh, trong đó kinh giải thích hằng thuận là sao. Hằng thuận chúng sinh có nghĩa là suốt đời này và nhiều kiếp về sau, con lúc nào con cũng theo chúng sinh để con nguyện giúp cho chúng sinh, để làm lợi lạc chúng sinh. Trong kinh diễn tả là như vậy. Nếu chúng sinh có bệnh, con sẽ nguyện làm thầy thuốc. Chúng sinh đói, con sẽ nguyện con gieo trồng, con sẽ là lúa mạ. Chúng sinh gặp khổ, con sẽ là cái gì cái gì. Ở trong đây là kinh Hoa Nghiêm dạy rất rõ. Như vậy tùy thuận chúng sinh có nghĩa là nguyện đem thân trong cuộc đời này để độ chúng sinh mà không ngơi nghỉ. Giống như Bồ Tát Địa Tạng nguyện bao giờ địa ngục không còn người đọa vào trong đó nữa thì ngài mới thành Phật. Các vị phải thấy là như vậy. Vậy thì ở đây cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát bằng lòng đại bi rộng lớn để vì lợi ích cho chúng sinh. Cho nên hằng thuận chúng sinh có nghĩa là tùy thuận theo cái duyên của chúng sinh mà làm lợi ích cho cuộc đời. Các vị phải thấy hạnh nguyện của Bồ Tát là ghê gớm như vậy. Cho nên tôi nói là tôi chỉ phân tích cho các vị hiểu, còn làm là một khoảng cách đối với chúng ta rất xa. Tôi có nói từ đầu. Cho nên tôi bây giờ tôi mới hiểu được cái câu là đời cần vui người nguyện làm chim hót, cỏ lá khô càng ngày nguyện quá màu xanh, lại nguyện làm hoa khi vườn lạnh trơ cành, nguyện thắp sáng khi đêm dài trăng lặn. Tôi hiểu rất rõ bốn câu này được trích từ ở kinh Hoa Nghiêm, ngay cái phần gọi là hằng thuận chúng sinh mà Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy cho Thiện Tài Đồng Tử. Mặc dù ở trong đó không ghi thành bốn câu thơ hay như vậy, nhưng mà đi những văn xuôi mà các vị sau này tập lợp lại để trở thành những cái câu văn vần rất là thấm thía như vậy. Ngày xưa mình đọc mình tính là một ai đó họ cảm giác cái gì đó, họ đặt ra như một ý tưởng vừa hay mà vừa cũng phản ánh cái hạnh nguyện Bồ Tát như vậy thôi. Nhưng không, đây là một điều trích ra từng ý kinh hoàn toàn. Kinh dạy rất rõ như vậy. Chúng sinh mê lầm nguyện độ chúng sinh, làm ánh sáng, làm người dẫn đường để đưa lối cho chúng sinh. Cho nên tôi nói thật với các vị, những người mà vì cuộc đời, vì chúng sinh, chúng ta có thể xem như là những người Bồ Tát. Giống như ông Mandela vậy đó, cố tổng thống của Nam Phi vừa qua đời. Mình có thể xem đó là những hạnh nguyện Bồ Tát, những con người vì lợi ích cho cộng đồng, cho số đông, mà thậm chí ông còn tuyên bố ông không sợ chết nữa mà. Nếu vì giải thoát khổ đau cho tất cả mọi người dân chúng của nước ông sẵn sàng chết để đổi lấy cái hạnh phúc của mọi người. Ông không sợ gì cả. Thậm chí người kẻ ám sát ông, ám sát hụt, ông cũng không sợ luôn. Nên nhớ lại vậy. Cho nên các vị thấy rằng khi đọc trong kinh Hoa Nghiêm ta mới thấy rằng Bồ Tát không phải là những người cạo trọc đầu như thế này. Cho nên cái giới Bồ Tát nó quan trọng trong cuộc đời ghê gớm lắm. Cái giới Bồ Tát gọi là đạo tục thông hành giới, có nghĩa là xuất gia hay là cư sĩ đều có thể thọ giới được. Các vị thấy quan trọng vô cùng. Cho nên tôi mới nói với các vị, chính vì chỗ đó cái người cư sĩ đóng vai trò để làm việc lợi sinh trên cuộc đời này nó thuận tiện vô cùng, nhất là cuộc đời này, nhất là xã hội hiện đại này. Những người có tóc như các vị đó dễ dàng đi đầu này hẻm kia ngõ nọ đó, và sống hòa mình ở trong quần chúng, trong gia đình đó. Cái này đem Phật pháp vào đời hay lắm. Nếu các vị học pháp tới nơi tới chốn, các vị độ siêu phàm, các vị là những vị Bồ Tát thứ thiệt luôn á, chẳng phải chuyện vừa đâu. Cho nên những cái người như một cái hình thức tu sĩ, các vị thấy nó quan trọng, nhưng mà nó lại bị giới hạn trong cuộc đời về mặt độ sanh. Phải thấy được như vậy. Cho nên cái câu mà hằng thuận chúng sinh nó là như vậy, quan trọng lắm. Rồi thập giả gì, thập giả phổ giai hồi hướng, câu này là câu mong mỏi nhất nè, câu cuối cùng. Phải không? Nãy giờ đợi hồi hướng đặng về đó. Mà nó cũng trùng hợp chứ, câu này hết luôn mà cũng hồi hướng luôn á. Hồi hướng có nghĩa là gì? Tất cả những điều gì con làm lợi lạc được trong cuộc đời, con hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngày xưa khi tôi giảng cho các vị về pháp môn tịnh độ, tôi nói sao? Trong cái lời tính hạnh nguyện của các vị đó, thì trong lời nguyện tôi nói là
tất cả mọi hành động tốt của chúng ta. Sau đó dù làm bất cứ cái hành động tốt nào, sau đó chúng ta nguyện là: con nguyện đem công đức này hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ, để sau khi xả báo thân con được vãng sanh về Tịnh Độ. Câu này chưa phù hợp với tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát. Như vậy sau này tôi mới thêm một cái ý tưởng nữa để nó phản ánh đúng với cái hạnh nguyện tu Tịnh Độ mà hạnh nguyện lợi tha của Bồ Tát là: con nguyện đem tất cả công đức có được này hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương Tịnh Độ, để sau khi xả báo thân con và tất cả chúng sinh đều vãng sanh Tịnh Độ. Sau này phải thêm nguyện cho chúng sinh nữa. Khi chúng ta đọc 10 hạnh phổ hiền nó mới có điều này. Như vậy thập giả phổ giai hồi hướng có nghĩa là tất cả công đức có được trong cuộc đời con đều nguyện đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Những chúng sinh chịu khổ, những chúng sinh thiếu phước, những chúng sinh lầm than, con đều nguyện hồi hướng để chúng sinh được an vui hạnh phúc. Và thậm chí có thể nguyện rằng tất cả những điều hạnh phúc đã đến với chúng sinh, còn nỗi khổ của chúng sinh để riêng mình con chịu. Với hạnh nguyện Bồ Tát phải là như vậy. Nó mới là những cái mà vĩ đại trong cuộc đời. Cho nên các vị thấy 10 nguyện phổ hiền này các vị đã thuộc lòng từ rất lâu, nhưng để cảm nhận, để thực hành là cả một quá trình. Cho nên ở đây chúng ta có thể tùy nghi coi cái câu nào chúng ta hiểu, cái câu nào chúng ta có thể ứng dụng được cho bản thân mình thì tự trích ra để chúng ta có thể là học để hiểu, để mà hành theo một cái gì đó trong cái tinh thần của Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho Thiện Tài Đồng Tử, cũng là dạy cho tất cả chúng ta. Qua cái bài này tôi mong rằng Phật tử, những người nào nhất là những vị thọ Bồ Tát giới, hay là những người nào có phát tâm Bồ Đề mà muốn tiến tu, thì cần phải trầm ngâm suy nghĩ thêm về những điều này, để lấy một vài ý tưởng để chúng ta có thể ứng dụng thực hành, để đem lại lợi lạc cho chúng ta hôm nay và ngàn muôn kiếp về sau. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chúc đạo tràng tinh tấn, và chân thành cảm ơn các vị đã cố gắng chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Bây giờ thì tôi nghĩ là chúng ta không có cái gì để hỏi đâu, đúng không? Hả? Bây giờ tới giờ không có hỏi gì nữa đó, đúng không? Thôi bây giờ xem như là mình kết thúc khóa. Và tôi dặn với các vị là khóa tu tới là cái khóa tu mà chúng ta tu, và buổi chiều chúng ta dành lại cái phần gọi là sau khi chúng ta tụng kinh xong á, hay là buổi chiều đó chúng ta làm lễ tổng kết, và chúng ta cùng dùng tất niên với ban tổ chức một buổi. Cho nên chúng ta về tham dự đông đủ. Đồng thời là tôi mời tất cả các ban, bên ban ấn tống Phật Pháp ứng dụng và tất cả các phòng ban và bên đạo tràng Pháp Hoa cũng về đây tham dự với cái buổi lễ tất niên lần tới này. Và các vị nên chúng ta tranh thủ, và những người nào đã đi được 11 khóa và luôn khóa tới thì sau cái buổi sáng ban tổ chức mới tất toán lại cái danh sách những người nào đã đi trọn đủ trong năm 2013 này. Và vì vậy có những người năm trước hay có càm ràm là các vị đi đủ, nhưng mà vậy nè, người ta vô 2 tháng các vị mới vô, thì từ khi các vị vô các vị đi xuyên suốt là các vị không có nghỉ ngày nào, nhưng mà 2 tháng đầu các vị chưa biết, các vị không có đi hoặc các vị không có tham dự, rồi các vị nói các vị không bỏ ngày nào mà các vị không được chọn. Cái đó không phải, cái này chọn từ trên máy mà các vị đăng ký, phải liên tục đăng ký đầy đủ ở trong máy nó mới hiện ra. Vì vậy các vị có thể là sau khi công bố thì các vị có những người nào mà do máy có sự sơ xuất á, thì các vị liên hệ với văn phòng và không làm mất thời gian của các vị. Chúc các vị có một chuyến về an vui và hạnh phúc. Ở giờ đạo Phật. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy về liêu an nghỉ.